Vâng, lại là mình đây. Vâng, lại là A Phủ đây. Vâng, thật là tuyệt vời. Chúng ta lại gặp lại nhau trong live stream ngày hôm nay. Vâng, một buổi tối vô cùng tuyệt vời đúng không quý vị? Và chúng ta vừa thưởng thức một vài giai điệu đúng không ạ? Không lời, rất là tuyệt vời, rất là du dương. Và chắc chắn rằng trong ngày hôm nay thì quý vị không những được lắng nghe những giai điệu du dương như thế này, và chúng ta còn đón nhận được những thông tin rất là hot đúng không ạ? Vô cùng hot về tập đoàn công nghệ của chúng ta, tập đoàn Ibisky. Và thông tin chúng ta đã thấy rồi, chúng ta vừa cập nhật trên trang cá nhân của A Phủ Bình, và cũng rất là nhiều các anh chị em cổ đông, các nhà đồng sở hữu công nghệ, chúng ta đăng tải thông tin là hiện nay chúng ta đã có một văn phòng, chúng ta đã mở đại diện một văn phòng, một công ty quảng bá công nghệ của chúng ta tại Mỹ, đúng không ạ? Tại lục địa Bắc Mỹ. Đây là một thông tin mới nhất, và chính trên trang cá nhân Facebook của ngài Zuki cũng đã công bố thông tin này. Và ngày hôm nay thì A Phủ còn có rất là nhiều thông tin vô cùng tuyệt vời để cung cấp cho quý vị. Và nếu như quý vị đang mong muốn được đón nhận thông tin, và chúng ta sẽ có được những đánh giá, những góc nhìn đa chiều về dự án của chúng ta, và chúng ta sẽ cùng nhau nhận xét rằng, cùng nhau trao đổi rằng là chúng ta đầu tư sớm hay là chúng ta đợi lên sàn, đúng không ạ? Và cái câu chuyện này vô cùng thú vị. Và như thường lệ thì quý vị đang có mặt ở live stream này thì chúng ta hãy gửi lời chào đến A Phủ Bình, đúng không ạ? Để A Phủ biết rằng chúng ta đang hiện diện đây. Không biết là quý vị có nghe rõ hình ảnh hay âm thanh thế nào không ạ? Nếu vô cùng là tuyệt vời rồi thì chúng ta hãy dành cho nhau con số 3 yêu thương đi ạ, một trái tim đi ạ. Vâng, và chúng ta không quên hãy tag những người mà chúng ta yêu mến ở đây. Xin chào Minh Minh. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Xin chào Kiều Phượng. Xin chào Triệu Thành. Xin chào Trần Thị Hường. Vâng, xin chào Phạm Huy. Chúng ta được biết rằng là ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin rồi. Rất nhiều thông tin, và ngày hôm qua đúng không ạ? Ngày 26 tháng 6, một trong những sự kiện mà có lẽ chúng ta có một số người đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Và một số người thì cũng không biết đến thông tin này. Một số người thì cũng rất là vui mừng, không biết là quý vị biết thông tin gì không ạ? Và cái chuyện đó đã qua rồi thì chúng ta không thể nào quay trở lại được nữa. Nên ngày hôm nay chúng ta đang mong muốn đi tìm kiếm một cơ hội thì ngay bây giờ, ngay chính ngày hôm nay trong live stream này, chúng ta hãy tag tên những người chúng ta yêu mến, những bạn bè của chúng ta vào để theo dõi live stream. Biết đâu đúng không ạ? Biết đâu trong live stream này chúng ta lại đón nhận một cơ hội tuyệt vời nữa thì sao? Vâng, chắc chắn là như vậy, đúng không ạ? Vâng, và quý vị hãy lựa chọn cho mình một nơi thật là thoải mái để chúng ta đón nhận thông tin từ đầu đến cuối chương trình. Và đương nhiên rồi, đối với A Phủ thì những cái gì tuyệt vời nhất, những cái gì hay nhất thì chúng ta sẽ dành cho đến cuối chương trình, và quý vị đừng rời live stream, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại live stream ngày hôm nay. Xin chào Trần Văn Hoàng. Vâng, quý vị có nghe rõ và hình ảnh đường truyền thế nào, có tốt không ạ? Nếu như rất là tốt, rất là tuyệt vời thì hãy comment cho A Phủ con số 3 được không ạ? Vâng, cái câu chuyện ngày nay không ai mua hết đúng không ạ? Vâng, anh Nguyễn Thế Mỹ. Xin chào Nguyễn Tính. Trên A Phủ thì hiện nay là thời tiết cũng ngoài kia cũng mưa một chút thôi, nhưng không biết là có ảnh hưởng đường truyền không. Vâng, cảm ơn con số 3 của Thuận Nguyễn. Vâng, cảm ơn Phạm Huy. Rất tuyệt vời, Phạm Huy cũng là một trong những nhà tài trợ vốn rất là tâm huyết và thường xuyên, đúng không ạ? Thường xuyên cập nhật thông tin cho chúng ta trên các live stream đấy ạ. Vâng, cảm ơn anh William Hoàng. Vâng, lần nào cũng vậy, khi mà A Phủ live stream thì lại có mặt của một cổ đông rất là VIP, đó là anh William Hoàng, và hiện nay anh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Và chính là cái thông tin đó đúng không anh Huy Hoàng, đúng không ạ? Không biết anh đã cập nhật chưa, quý vị đã cập nhật chưa, ngài Anatoly Zitki đã có chuyến công tác từ Mỹ, đã quay trở về Beirut, quê hương của ngài, và ngay lập tức đúng không ạ, ngài đã có một đoạn video ngắn để nói về cái công việc của ngài đã đến lục địa Bắc Mỹ và đến Mỹ để làm gì, đúng không ạ? Và chúng ta hiện nay thì đã hé lộ là chúng ta đã có văn phòng để quảng bá công nghệ của chúng ta tại lục địa Bắc Mỹ, tại Mỹ, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và trong một cái thời gian tới này thôi thì chúng ta sẽ đón nhận những video của ngài Zuki nói rõ hơn về công việc đó trên kênh YouTube. Vâng, A Phủ vẫn muốn là quý vị hãy giúp cho A Phủ để có một buổi tối thật là năng lượng, thật là tuyệt vời, thì chúng ta hãy giúp cho A Phủ chia sẻ một vài lần trên các trang cá nhân, trên các hội nhóm, để chúng ta cùng nhau đúng không? Lan tỏa giá trị công nghệ này. Và cái cơ hội của chúng ta ngày hôm nay ấy,
có rất là nhiều cơ hội nó đã trôi qua, đúng không ạ? Và ngày hôm nay cơ hội BUT thì nó đang hiện hữu. Đó, chúng ta có một cái sự tiếc nuối ngày hôm qua, chúng ta biết không biết là cái thông tin đó thì quý vị đã nắm được chưa? Nếu như ai đã biết thông tin đó thì chúng ta comment vào đây. Và chúng ta có tiếc không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta có tiếc nuối không? Chúng ta đã từng nghe ai đó chia sẻ về cái thông tin đó, đã từng nghe ai đó gì ạ? Nói về thông tin đó nhưng chúng ta không quan tâm, thì ngày hôm qua chúng ta đã tiếc nuối chưa ạ? Và chúng ta có biết thông tin đó là gì không ạ? Nếu như quý vị và các bạn biết thì hãy comment vào đây cho A Phủ, được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Cảm ơn em Kiều Phượng đã tag tên rất là nhiều các nhà đồng sở hữu công nghệ, các nhà tài trợ vốn, đúng không ạ? Vâng, em Phạm Vy nói rất là tiếc, không biết tiếc cái gì, có thể comment cụ thể đúng không ạ? Chúng ta tiếc điều gì ạ? Chúng ta comment đây nhé. À, xin chào em Lý Nguyễn. Vâng, tuyệt vời quá, đúng không ạ? Chúng ta hãy giao lưu với nhau trong vòng 1 đến 2 phút rồi chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện ngày hôm nay. Đó là gì? Đó là chúng ta chờ đợi một cơ hội đến với chúng ta chờ đợi đầu tư. Chúng ta đầu tư trước khi nó lên sàn hay là sau khi lên sàn chúng ta đầu tư? Đó, câu chuyện này rất là thú vị. Và tại sao chúng ta phải lựa chọn thời điểm sớm? Và những cái cơ hội đã trôi qua rồi thì chúng ta liệu có lấy lại được không? Và chúng ta chỉ có gì ạ? Tiếc, đúng không ạ? Và rất tiếc là như vậy. Nhưng chúng ta không thể tài nào chúng ta có thể quay trở lại được cái thời gian đó nữa. Vâng, em Trung Hậu nói token là ok ạ. À, chúng ta comment tiếp đây ạ. Chúng ta xem là cái cơ hội đã trôi qua. Rồi, em Phạm Huy đúng không ạ? Token SLGT. Biết nhưng để Phủ nói với phê, và cảm ơn anh Vidam Huy Hoàng đúng không ạ? Biết nhưng mà cứ kệ đúng không ạ? Coi như không biết. Nhưng chúng ta nói chuyện với nhau. À, chúng ta nói chuyện với nhau, cái cơ hội trôi qua thì chúng ta không lấy lại nữa. Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta có thể có nắm bắt cơ hội đó nhưng với cái giá cả nó lại khác rồi. Đó, giống như là bạn gì? Tả Thông Invest là bay bổng đúng không ạ? Nó đã bay rất là cao rồi. Chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền lớn mới có thể sở hữu được nó. À, và gì ạ? Và cái điều đó là đương nhiên khi mà đã lên sàn rồi, rất nhiều người biết đến rồi, mà hệ sinh thái của nó đúng không ạ? Đằng sau đó là rất là nhiều thứ thì chắc chắn cái giá trị của nó rất là cao. Nhưng chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã không thể nào quay lại được. Ngày hôm qua hay chúng ta nói một cái câu chuyện như nào ạ? À, cái ánh nắng của ngày hôm qua thì không thể nào phơi khô được đúng không ạ? Cái áo của ngày hôm nay. À đúng không ạ? Cái câu chuyện chúng ta nói với nhau là gì? Tia nắng của ngày hôm qua thì sẽ gì ạ? Không thể nào phơi khô được chiếc áo của ngày hôm nay, nên là cái cơ hội ngày hôm qua trôi đi rồi thì ngày hôm nay chúng ta không lấy lại được nữa. Nhưng tuy nhiên chúng ta đó là một cái có thể nói Apple nói là gì, một cái kinh nghiệm để rút ra cho chúng ta là đứng trước một cái cơ hội lớn, cái sự quyết đoán đứng trước một cơ hội lớn, cái sự gì ạ, ra được cho mình cái quyết định, đó mới là cái điều vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng ta cứ chờ đợi, chúng ta cứ ngóng, cứ chờ, chúng ta không ra được quyết định thì đó cũng là gì? Không ra được quyết định, đó cũng là một quyết định, đúng không ạ? Nhưng quyết định đó sẽ dẫn chúng ta về đâu? Quyết định đó có mang được cho chúng ta những cái điều gì không? Nên, A Phủ muốn chia sẻ rằng là gì? Chúng ta được biết là công nghệ UET của chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Hiện nay vẫn đang còn cơ hội. A Phủ nhấn mạnh là hiện nay nhé, vẫn đang còn cơ hội cho chúng ta để nắm giữ cổ phần. Ở giai đoạn này, chúng ta đang ở giai đoạn thứ 15 rồi. Giai đoạn nước rút rồi, giai đoạn cuối cùng cho quá trình được gì? Chúng ta tài trợ vốn vào cổ phần gốc, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh Lưu Khải rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Triều. Xin chào bạn Đào Hùng. Rất là cảm ơn quý vị. Vâng, anh chị em hãy chia sẻ giúp cho A Phủ đi ạ. A Phủ muốn nhìn thấy thật nhiều những gương mặt thân quen ở đây. Vâng, hello anh Minh Tuyến. Rất là tuyệt vời ngày hôm nay vì có sự hiện diện của anh Minh Tuyến, một trong những nhà tài trợ vốn, một trong những cổ đông rất VIP từ cái thời điểm đầu tiên ạ, từ những thời điểm từ những năm 2017 đúng không ạ? 2017, 2016 đấy ạ. Rất sớm. Cái thời điểm đó thì A Phủ biết rằng là chưa có một cái gì gọi là rõ ràng cả. Lúc thời điểm đó 2016-17, 2015-16-17, thời điểm đó thì nó trên ý tưởng thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã thấy rất nhiều thứ, đúng không ạ? Rất nhiều thứ để chúng ta chứng minh rồi. Chúng ta đã đạt được rất là nhiều kết quả rồi. Ngày hôm qua thì A Phủ có một cuộc họp mà rất là quan trọng và thấy rằng là những cái thông tin về các dự án thương mại là chúng ta đã triển khai rất là nhiều. Và tuy nhiên gì ạ? Tuy nhiên là trong cái điều kiện bảo mật, đúng không ạ? Nên là chúng ta không được gì, không được, chúng ta không được công bố, chúng ta không được phép công bố. À, ok không ạ? Vâng. Ok, rất tuyệt vời đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Minh Tuyến cũng như là tất cả các anh chị, các cổ đông đi trước đúng không ạ? Những thời điểm đầu tiên, những thời điểm mà vô cùng khó khăn thì chỉ gì ạ? Chúng ta thấy ở trong ý tưởng.
và chúng ta chưa nhìn thấy thực tế. Nhưng tuy nhiên thì sao ạ? Các anh chị đó vẫn gì? Vẫn gọi là đoàn kết đó. Và gì? Đoàn kết nhau lại và gì? Và luôn luôn đúng không ạ? Luôn luôn vừa đoàn kết rồi tìm tòi, tìm hiểu những thông tin và có thể nói là rất kiên trì, vượt qua rất là nhiều những khó khăn, những thăng trầm phải không ạ? Vâng, chúng ta hãy comment, con số 68. Đấy, chúng ta hãy comment con số 68 để gửi lời biết ơn, cảm ơn rất là sâu sắc đến tất cả những cổ đông thời kỳ đầu tiên đúng không ạ? Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là vị thuyền trưởng của chúng ta đó là anh Triệu Tâm. Chúng ta hãy comment con số 68 để gửi lời biết ơn đến thuyền trưởng Triệu Tâm cũng như là tất cả các cổ đông tâm huyết đời đầu tiên đã gì? Đã kiên trì, đã tìm hiểu, đã cống hiến để cho chúng ta có ngày hôm nay, cho chúng ta có cơ hội để sở hữu cổ phần. Nếu như thời điểm đó các anh không kiên trì, không tìm hiểu thông tin thì sao ạ? Thì có lẽ rằng đấy, có lẽ rằng thì chúng ta sẽ không gì, không còn cơ hội nữa, phải không ạ? Vâng, rất nhiều con số 68 rồi. Cảm ơn Phạm Huy, cảm ơn Trung Hậu, cảm ơn Nguyễn Văn Trường, cảm ơn Đào Hùng. Vâng, xin chào Cường Bướng. Rồi, rất nhiều con số 68 rồi. Ok, cảm ơn Hoàng Dân, cảm ơn anh Lưu Văn Khải rất nhiều, đúng không ạ? Và quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay, đúng không ạ? Chúng ta giao lưu ít phút. Chúng ta giao lưu ít phút thôi, nhưng câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện chính, đó là gì? Câu chuyện chính ngày hôm nay đó là chúng ta đầu tư, nắm giữ trước khi lên sàn hay gì ạ? Hay đầu tư sở hữu sau khi lên sàn? Chúng ta có nghe đâu đó đúng không ạ? Chúng ta có nghe đâu đó một cái câu chuyện là như thế này. Ví dụ như là chúng ta nghe đâu đó một cái câu chuyện là ai đó, khi mà chúng ta chia sẻ cơ hội với UT thì họ nói rằng gì? Họ nói rằng là tôi chờ cho nó lên sàn. Đấy, tôi chờ cho lên sàn thì tôi mới đầu tư cho, giống như là cho chắc ấy. Hay là gì ạ? Tôi chờ anh thành công đi. Đúng không ạ? Tôi chờ đợi anh thành công đi thì tôi mới theo anh. Thế thì theo quý vị các bạn, để chờ lên sàn hay là chúng ta đầu tư trước khi lên sàn ạ? Quý vị comment đúng không ạ? Chúng ta có muốn chờ đợi không ạ? Vâng, chúng ta chờ đợi lên sàn hay là gì ạ? Hay là chúng ta đầu tư trước khi lên sàn ạ? Chúng ta mong muốn điều gì ạ? Thì Apple sẽ chia sẻ với ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích tại sao chúng ta nên sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước khi lên sàn và gì ạ? Sau khi lên sàn thì nó như thế nào? Và cái câu chuyện đó đã xảy ra ngày hôm qua rồi. Cái cơ hội ngày hôm qua cũng đã trôi qua và chúng ta biết rằng là gì? Đó cũng là cái kinh nghiệm để chúng ta rút ra được và ngày hôm nay là cổ phần UT. Đúng không ạ? Vâng, chúng ta chờ đợi gì ạ? Chúng ta chờ đợi lên sàn hay là gì ạ? Trước hay là sau thì chúng ta mới sở hữu, quý vị? Chúng ta comment nhé. Ok. Vâng, ngày hôm qua một cái ngày bạn Đào Hùng là bảo đầu tư trước rồi ạ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đầu tư trước lên sàn rồi. Anh Trung Hậu đúng không ạ? Đầu tư trước lên sàn. Ok. Chúng ta được biết đó là gì? Đó là những nhà đầu tư có tầm nhìn đúng không ạ? Chúng ta luôn luôn đón nhận cơ hội, đi trước như vậy. Rồi anh Nguyễn Thế Mỹ là đầu tư trước lên sàn. Anh Lưu Khải cũng vậy, ok. Rất là chính xác như vậy. Sở hữu trước khi lên sàn, ok. Cái câu chuyện ngày hôm nay có rất là nhiều quý vị cũng có hỏi, cũng ebook hỏi với A Phủ Bình. Thì trong, đây không phải là lần đầu tiên, cũng trong các cái live stream thì A Phủ cũng có nhắc đến đúng không ạ? Đó là gì? Đó là đồng SWGT đúng không ạ? Chúng ta là gì? SWGT ấy. Thì trong một vài cái live stream trước thì A Phủ cũng có nhắc đến là chúng ta đây là gì? Vâng. Chúng ta sẽ thấy là đây là gì ạ? Quý vị chờ A Phủ chút nha. Quý vị chờ A Phủ một chút xíu đây ạ. Chúng ta hãy chia sẻ giúp để A Phủ sẽ block, đúng không? A Phủ sẽ block một số những cái bình luận. Ok. Vâng, chúng ta tiếp tục câu chuyện đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé. Chúng ta quyết định câu chuyện như thế này. Vâng, chúng ta sẽ có được cái sự quyết định cho mình sau khi mà gì? Có rất là nhiều quý vị các bạn có hỏi đến Phổ Bình là gì? Cái SWGT có phải của UT không? Đó, thì đây không phải là lần đầu tiên. Đây không phải là lần đầu tiên
Trong các cái live stream thì A Phủ cũng có nhắc đến, A Phủ cũng có nhắc đến rằng là gì, SWGT là cũng là của gì, của T. Và chúng ta được biết là gì ạ, ngài Anatoly Zhivkin đấy đã từng nghiên cứu về công nghệ chuỗi khối blockchain trước cả Bitcoin, quý vị ạ. Đấy, chúng ta thấy nhà khoa học chủ tịch tập đoàn ấy, ngài Anatoly Zhivkin đã nghĩ đến công nghệ chuỗi khối blockchain là gì, công nghệ chuỗi khối blockchain trước cả Bitcoin, quý vị biết là năm bao nhiêu ạ? Năm 1988. Đó, năm 1000 gì ạ? Năm 1988 ngài Anatoly Zhivkin đã biết đến đồng gì ạ? Biết đến công nghệ blockchain và ngài cũng đã tạo ra cái chuỗi khối như vậy rồi. Nên là gì? Nên là chúng ta thấy cái đồng SWGT ấy, token của UET đấy quý vị nhá. Hay chúng ta gọi là gì ạ? Chúng ta gọi là smart wall. Đó, chúng ta gọi là smart wall. A Phủ chia sẻ nhanh như này cho chúng ta nhé, để chúng ta nắm được tình hình như thế này. Chúng ta thấy rằng là gì? Sau này khi mà công nghệ UET của chúng ta mà thương mại ấy, thì chúng ta thấy là trên con tàu của chúng ta, đúng không ạ? Có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI này, rồi là gì ạ? Công nghệ chuỗi khối blockchain này. Để khi mà chúng ta ví dụ như là, vâng, em cảm ơn chị Nguyễn Thu, từ những năm 1988 đúng không ạ? 1989 đấy, đúng cái thời điểm đấy còn nghĩ gì ạ? Nghĩ trước cả Bitcoin đấy ạ, đúng không ạ? Thì chúng ta được biết là công nghệ của chúng ta thì sau này tích hợp rất là nhiều các yếu tố như là gì, trí tuệ nhân tạo AI, đúng không ạ? Trí tuệ nhân tạo AI, rồi gì ạ, chuỗi khối blockchain, để gì, để khi mà chúng ta di chuyển ấy, di chuyển trên cái con tàu thì chúng ta gì, di chuyển trên con tàu thì chúng ta trả phí bằng cái đồng token, chúng ta trả phí bằng token nhé quý vị nhé, token SWGT đấy ạ. Và có thể sau này gì ạ, sau này có những cái dự án đó, có những dự án mục tiêu được xây dựng ở các quốc gia nào đó thì có thể, đúng không ạ, có thể họ sẽ cần đến một cái khoản tiền để đầu tư, để tài trợ vào dự án đó bằng token hay là bằng những cái hợp đồng thông minh, đúng không ạ? Thì ở đây thì chúng ta thấy cái đồng SWGT mà chúng ta thấy là nóng trong tối hôm qua này đó quý vị. A Phủ chia sẻ cái này thì cũng rất là nhiều rồi, nhưng tuy nhiên là có thể là nhiều khi quý vị không để ý, nhưng mà rồi chút nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích là chúng ta thấy là cái sở hữu cổ phần UET hay là chúng ta gì ạ, sở hữu đồng token này, thì cái đồng SWGT chúng ta được biết nó gì ạ, smart wall global token, đó là mã thông báo toàn cầu smart wall, hay là token tiện ích cho cuộc sống và công việc. Thì cách đây cũng phải nói là gần một năm, đúng không ạ, A Phủ cũng có một video để hướng dẫn chúng ta đấy trên kênh YouTube rồi, chúng ta có thể theo dõi lại nhá. Thì A Phủ cũng đã nói về cái đồng này rồi. Thì ngày hôm qua, ngày 26, đúng không, ngày 26 tháng 6 năm 2024, thì cái đồng SWGT đã liêm yết trên 4 sàn giao dịch lớn. Đó, chúng ta được biết đây là một cái thông tin vô cùng vui, đúng không ạ? Vô cùng vui, vô cùng tuyệt vời khi mà gì, đồng token, đồng token mã thông báo tiện ích của UET, đó là đồng SWGT đã được gì, liêm yết trên 4 sàn giao dịch lớn. Đó là gì? Đó là sàn Bitget, đúng không ạ? Và sàn gì ạ? MEX, rồi là sàn Bitsmart và sàn Elbank. Đây là cái 4 sàn mà SWGT đã gì, đã liêm yết. Và có thời điểm giá của nó thì như A Phủ biết rằng là có thời điểm nó là gì ạ? 5 đô, đúng không ạ? Đấy, có thời điểm nó là hơn 5 đô. Quý vị thấy không ạ? Có thời điểm là 5 đô, có thời điểm hơn 5 đô. Và chúng ta thấy là ở đây nó đã có những cái lộ trình niêm yết trên sàn trong năm 2024 rồi, nên quý vị có thể không để ý thôi. Thì tháng 6 SWGT sẽ được niêm yết trên 4 sàn, đúng không ạ? Ví dụ là sàn CEX ngày 26 tháng 6 đây, thì chúng ta sẽ thấy là có cái sàn Bitget này, sàn MEX này, đúng không ạ? Chúng ta thấy sàn MEX, Bitmart và Elbank thì chúng ta đã thấy là niêm yết trên sàn rồi. Và cái lộ trình tháng 7 là niêm yết trên một hoặc hai sàn nữa, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy đang ở quá trình đàm phán. Như vậy thì cơ bản là quý vị hình dung là cái đồng SWGT đó là mã thông báo tiện ích toàn cầu, chúng ta thấy không ạ? Và hệ sinh thái của nó là gì ạ? Chúng ta thấy hệ sinh thái của nó đây, đúng không ạ, là những cái công nghệ chuỗi khối trong tổ hợp vận tải và hậu cần của UET đấy. Và như quý vị, nếu mà chúng ta đã từng là gì, chúng ta đã từng là những người mà đã biết đến những cái đồng token, đúng không ạ, crypto ấy, thì chúng ta rất là hiểu một cái đồng coin, đúng không ạ, đồng token có giá trị thì nó đằng sau nó là phải có gì, có hệ sinh thái đó, phải có hệ sinh thái thì nó mới là những cái đồng giá trị.
Còn đằng sau nó mà không có những cái hệ sinh thái ấy, thì có thể chúng ta thường hay nói là gì, những cái coi rác, đúng không quý vị? Chúng ta hay nói là coi rác đó. Nên là chúng ta thấy là đồng SWGT này thì đằng sau nó là một hệ sinh thái vô cùng là mạnh, đúng không ạ? Đó là gì? Đó là công nghệ chuỗi khối trong vận tải và hậu cần. Nghe Phủ nói đó ạ. Ví dụ ở trong vận tải, ví dụ như trong tổ hợp vận tải hành khách thì cái đồng SWGT này nó sẽ tham gia vào gì ạ? Nó sẽ tham gia vào quá trình đó, SWGT này nó sẽ tham gia vào quá trình là trả, ví dụ như là trả vé phí đi lại trên con tàu nhé quý vị nhé. Vâng, ok ạ. A Phủ xin mến chào tất cả quý vị vào theo dõi, vừa vào theo dõi live stream nhé. Xin chào anh Nguyễn Văn Tuấn, xin cảm ơn anh Hà Thịnh rất nhiều. Và quay trở lại câu chuyện thì chúng ta thấy là đồng SWGT này nó sẽ sau này nó sẽ tham gia, đúng không ạ, tham gia vào cái việc ví dụ như là chúng ta di chuyển trên cái con tàu thì chúng ta trả vé phí có thể là bằng cái đồng token này đó. Nên rất là đơn giản, rất nhanh chóng, rất thuận lợi, và có thể nó gì ạ, có thể nó cũng là một trong những cái phương tiện để tài trợ vốn, đúng không ạ? Vâng, tài trợ vốn đấy, tài trợ vốn vào một cái dự án mục tiêu nào đó, phải không ạ? Thì chúng ta hình dung vậy. Và có một cái câu hỏi của bạn Vi Văn Quân là: anh Bình ơi cho em hỏi tí được không, chứ công ty mình UT kiểm toán trước hay chia cổ tức trước? À, và đương nhiên rồi, đúng không ạ? Đương nhiên chúng ta phải kiểm toán trước rồi. Ok, cái câu hỏi này thì A Phủ sẽ chia sẻ nhanh thôi. Thì đương nhiên mà để nhận cổ tức thì chúng ta phải gì? Phải kiểm toán trước rồi. Chúng ta phải kiểm toán, như A Phủ đã chia sẻ rồi. Chúng ta phải kiểm toán thì chúng ta mới biết được lợi nhuận bao nhiêu, đúng không ạ? Lợi nhuận bao nhiêu thì khi mà chúng ta trừ chi phí đi, doanh thu từ chi phí sẽ ra lợi nhuận, thì chúng ta mới có được biết được cái lợi nhuận của công ty trong một năm bao nhiêu, thì mới tính toán được việc gì ạ, chia cổ tức nhá. Và gì ạ, và công ty đã cam kết là chia 20%, đúng không ạ, lợi nhuận sau thuế để chia cho các cổ đông. Đấy, thì trả lời nhanh cho bạn vậy. Thì quay trở lại cái SWGT này thì chúng ta hình dung vậy, đó là một đồng token đó, hay là đồng tiền điện tử ấy, chúng ta hình dung vậy, hay là mã thông báo tiện ích, đúng không ạ? Và nó đã chào sàn, tức là nó liêm yết trên sàn. Đây không phải là IPO quý vị nhé, chúng ta đừng nhầm IPO, một đồng này không phải là IPO, đúng không ạ? Chúng ta nói là liêm yết trên sàn đó. Và khi này chúng ta giao dịch ở cái vòng này là vòng 3 rồi, nhưng giá nó rất là cao rồi. Giá của nó hiện nay có thể có những thời điểm là A Phủ biết là 5 đô, 7 đô gì đấy, đúng không ạ? A Phủ cũng chưa cập nhật thường xuyên, nhưng A Phủ chỉ lấy 5 đô thôi, chúng ta đã thấy khủng khiếp rồi, đúng không ạ? Vâng, đấy thì chúng ta nói qua một câu chuyện như vậy. À, không biết là quý vị có ai đã sở hữu đồng này chưa? Chúng ta comment con số 1 đi ạ, để A Phủ chia sẻ, để chúng ta thấy rằng là gì? À, để chúng ta thấy rằng là tập đoàn của chúng ta rất là nhiều những cái điều, đúng không ạ? Tập đoàn ta rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời nhá. À, rất là nhiều điều chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời. Chúng ta thấy công nghệ, đúng không ạ? Từ mặt công nghệ chúng ta thấy là ngài Zipki đấy, như chị Nguyễn Thu đã comment, đúng không ạ? À, ngài Zipki đã nghĩ ra công nghệ chuỗi khối blockchain, tức là những cái trước cả Bitcoin ấy, đúng không ạ? Và ngài đã nghĩ ra từ gì? Năm 1989. Vâng, năm 1988-89 đấy. Em Nguyễn Văn Trường mình có mua được không? Thì bây giờ mua được, nhưng mà gì? Chúng ta mời lên sàn, đúng không ạ? Nó lên sàn rồi thì chúng ta gì? Chúng ta lên sàn chúng ta mua thì giá nó cao. À, bây giờ là chúng ta đang mua rất cao, đúng không ạ? Nhưng cái đồng này ấy, thì sau này nó cũng rất là gì, tiềm năng. Nên là bây giờ mà chúng ta thấy là cái giá trên sàn 5 đô, 10 đô mà chúng ta mua được ấy, trong khả năng chúng ta cũng có thể mua, nhưng chúng ta phải giữ thật lâu. Đó. Nó không như cái thời điểm gì? Một số quý của chúng chị biết thông tin sớm và cũng có tìm hiểu về những cái này thì họ đã nắm rất sớm rồi, từ thời điểm nhé. Cái thời điểm cách đây hơn một năm ấy, thì A Phủ làm video ấy, thì lúc đó nó cho gì tham gia, nó cho tham gia gọi là tìm kiếm, tức là cái khóa, đúng không ạ, để nhận những cái đồng miễn phí đó. Thì thời điểm đó là sau đó thì nó sẽ bán với giá 0.13 đô và trong cái thời gian gần đây thì đã là 0.15 đô. Đấy, quý vị thấy không ạ? 0.15 đô. Thế thì hôm qua đúng không ạ, nó lên sàn bốn cái sàn là sàn Bitget, sàn Mix, Bitmart và Elbank. Thế thì chúng ta thấy là giá nó Phủ tính 5 đô thôi. Nếu như trước khi nó lên sàn nó bán 0.15 đô cho một gì? Cho một cái đồng SWGT. Đúng không ạ? SWGT thì sao ạ? Và nó lên 5 đô trên sàn ấy thì chúng ta đã thấy Phủ tính nhanh là nó đã tăng trưởng hơn 33 lần. Được chưa ạ? Nó đã tăng trưởng hơn 33 lần quý vị nhá. Đó, khủng khiếp không ạ? Nên là xin chúc mừng tất cả những ai mà đã nắm được SWGT. Còn nếu những ai chưa nắm được không sao, chúng ta không phải buồn làm gì cả. Chúng ta vẫn còn cơ hội với cổ phần UT và chút nữa, đúng không ạ? Rất là hay nhá, chút nữa A Phủ sẽ phân tích là chúng ta nắm giữ cổ phần UT nó có lợi như thế nào và token nó có lợi như thế nào nhá. Cả hai rất tuyệt vời, nhưng chúng ta sẽ xem nó như thế nào, được không ạ?
Vâng, chúng ta sẽ đến câu chuyện đó một ít phút nữa thôi. Chị Nhung hỏi là gì ạ? Hỏi là nếu chưa trả góp xong thì có được cộng vào để nhận cổ tức không? Đương nhiên là không nhá, chị Nhung nhá. Vì cái việc chia cổ tức là gì? Chúng ta phải thấy là phải hoàn thành gói và đã được đưa lên mục sở hữu và gì được nhận trích lục từ sổ đăng ký, tức là chúng ta phải được đưa vào gì? Sổ đăng ký cổ đông. Đó, cái gói nào mà chúng ta gì trả chưa xong thì họ không tính đâu chị nhá. Nên là gì? Để mà nhận cổ tức thì đương nhiên chúng ta phải nằm trong danh sách cổ đông rồi, nên là chúng ta phải hoàn thành gói, kiểm tra rồi gì? Chúng ta phải biết mình có trong danh sách cổ đông hay không, được chưa? Còn đang trả góp thì quý vị cứ trả thôi, không sao cả, kể cả là gì? Đóng cửa gọi vốn nhưng chúng ta đang trả góp, chúng ta vẫn trả bình thường. Nhưng khi trả xong, lúc nào trả xong thì chúng ta được đưa lên mục sở hữu và có trong trích lục từ sổ đăng ký, thì lúc đó thì sao ạ? Lúc đó thì chúng ta mới được là cổ đông chính thức, được chưa? Để trả lời như vậy quý vị nhá. Còn đang trả góp chúng ta cứ trả bình thường không sao cả, nhưng phải là gì? Cổ đông đã. Vâng, ok không ạ? Thì cái câu chuyện quay trở lại gì? Quay trở lại cái việc là A Phủ muốn chia sẻ là chúng ta lên đầu tư trước lên sàn hay sau lên sàn. Đúng chưa? Lên là gì? Lên rất là nhiều quý cô chú anh chị bảo tôi chờ lên sàn đấy, không? Ngày hôm nay đấy. Ngày hôm qua 266 đấy, cái đồng này nó liêm yết. Đấy, đây là một cái đồng token SLC, SWGT, đây là một mã thông báo tiện ích cho chuỗi công nghệ, đúng không ạ? Công nghệ của chúng ta và cũng là của gì? Tập đoàn T nhá. Nên là rất là nhiều anh chị em hỏi là có phải là của UT không, thì A Phủ xin trả lời là của UT, được chưa? Là đây là đồng của UT đó, nên là nó rất là giá trị, vì đằng sau nó là gì? Đằng sau nó là hệ sinh thái rõ ràng, đúng không ạ? Có công nghệ của chúng ta, được chưa? Bây giờ quý vị có thể lên sàn mua được, nhưng là phải chấp nhận là đắt thôi, đúng không ạ? Phải chấp nhận đắt. Nên là cái câu chuyện ngày hôm nay về cái đồng token SWGT, nó là gì? Đó là cái kinh nghiệm, đó là cái bài học. Đó, bài học cho tất cả chúng ta nhá. Chúng ta đã bỏ qua cơ hội, đúng không ạ? Nếu như ai đó nói 0.15 rồi cái thời điểm đó chia sẻ với ta nhưng chúng ta không quan tâm chẳng hạn, hay là chúng ta không để ý thì cái đấy chúng ta tiếc, đúng không ạ? Có ai tiếc không ạ? Phủ biết là rất là nhiều người tiếc, đúng không ạ? Nhưng không sao. Phủ nghĩ rằng là không sao cả, chúng ta còn cơ hội với cổ phần. Chúng ta không phải quá là tiếc nuối đâu, nếu như chúng ta có cơ hội. Chúng ta có thể sở hữu nhiều cổ phần lên, đúng không ạ? Thế thì hai cái câu chuyện khác nhau. Trước lên sàn giá 0.15, đúng không ạ? Sau lên sàn thì sao? Nó 5 đô là đã tăng trưởng 33 lần rồi. Đó, câu chuyện đấy. Đấy như là Hải Bonsai bài học đắt giá. Nguyễn Nhung tiếc ạ? Không tiếc ạ. Anh Vi Huyền không phải tiếc gì cả. Thế hai cổ phần UT có bằng một SWGT không? Cái này chúng ta không so sánh được kiểu vậy em nhá. Đúng không ạ? Chúng ta không so sánh được cái việc là cổ phần với lại SWGT. Mỗi cái nó có một cái đặc thù khác nhau. Chúng ta phải phân biệt được. Thì A Phủ chia sẻ chúng ta. Phủ chia sẻ chúng ta cổ phần doanh nghiệp, chúng ta phải hình dung cổ phần doanh nghiệp nó như thế nào. Thì cổ phần doanh nghiệp ở đây là chúng ta đang nắm giữ cổ phần gốc của tập đoàn UT, được chưa? Chúng ta đang nắm giữ cổ phần gốc đó. Vâng, chị gì ạ? Chị biết gì ạ? Tiếc đúng không ạ? Tiếc đứt ruột vì chả mua, không sao cả. Đấy, chúng ta còn cơ hội với cổ phần, không sao cả. Tí Phủ sẽ phân tích là chúng ta tự ra nhận định xem là cổ phần nhá hay là token, cái nào cũng rất là tốt, đúng không ạ? Cái nào cũng là tuyệt vời. Nhưng chúng ta hãy gì? Không có gì phải quá tiếc còn gì cả. Đã, Phủ nói vậy. Thì chúng ta không phải thôi thì chúng ta rất là tuyệt vời. Chúng ta biết đến, đúng không ạ? Và chúng ta cũng là một cái cách để chúng ta đánh giá nhìn nhận. Khi một cái cơ hội đến, chúng ta có thể nghiên cứu, chúng ta chấp nhận nó, đúng không ạ? Chúng ta đồng ý nó và chúng ta nghiên cứu nó. Chúng ta phải vâng đã, tôi nhận cơ hội này để tôi nghiên cứu, đúng không ạ? Vâng, em Đinh Văn Bình nói là em biết cái đồng token SDT 348, không ngờ token UT lại tăng nhanh, đúng không ạ? Đang tăng nhanh vì sau nó là có cái hệ sinh thái rất là đàng hoàng, đúng không ạ? Hệ sinh thái rõ ràng, đó là cái công nghệ của chúng ta, công nghệ tham gia vào gì? Vận tải nhá, hàng hóa và hành khách, đó. Ok, đúng không ạ? Và cái câu chuyện cổ phần doanh nghiệp, câu chuyện cổ phần doanh nghiệp ngày hôm nay chúng ta lưu ý, chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng trong 10 năm giai đoạn phát triển. Đấy, Phủ một lần nữa để khẳng định chúng ta rằng là chúng ta nếu như chúng ta đã có rồi thì chúng ta có thể gia tăng thêm cổ phần theo cái khả năng của chúng ta, đúng không ạ? Nếu như chúng ta chưa có thì hãy quyết định cho mình đi ạ. Để làm gì ạ? Để chúng ta không phải tiếc nuối giống như cơ hội với gì SWGT, và không phải tiếc nuối khi mà nó kết thúc. Và A Phủ được biết rằng là gì ạ? Nó sẽ trong năm nay đó, theo lộ trình như A Phủ biết là trong năm nay thôi, đó, nó sẽ đóng cửa cổ phần gốc nhá. Vì sao? Vì lộ trình của chúng ta năm 2025, đó, lộ trình năm 2025 chúng ta đã gì? Đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thì đương nhiên trong năm 2024 này nó phải đóng, đúng không ạ? Đóng cửa lại. Đó, và gì? Để gì?
để tổng hợp đúng không ạ, những cái danh sách cổ đông đó để cho gì, để năm 2025 mới còn chia cổ tức đúng không ạ. Vâng, SWGT nhé. Đấy, không có cái đồng nào là SWGS đâu, đồng SWGT tức là Smart World đấy, Global Token đấy, là mã thông báo tiện ích nha em nhá. SWGT mới là của ET nha, còn những cái đồng khác không đâu ạ. Và hiện nay thì A Phủ nói rằng là có rất là nhiều anh chị em lưu ý khi mà cái đồng này nó đã gì, nó đã được liêm yết trên sàn rồi thì không có cái câu chuyện là có cái giá 0.15 như rất là nhiều gọi là người giả đúng không ạ, người ta giả mạo. Đấy, người ta giả mạo danh tính của các cổ đông, người ta nói rằng là à tôi này, tôi đang là cổ đông của UT này, tôi có bao nhiêu suất đấy, tôi có bao nhiêu suất để sở hữu cái token này với giá 0.15. Không có quý vị nhá, không có câu chuyện đó. Nên là quý vị hết sức lưu ý, nếu như ai đó nói rằng là gì, tôi là cổ đông này mà tôi đang có bao nhiêu suất đúng không ạ, để mua cái token SWGT với giá 0.15, không có quý vị nhá, đó là không chính xác đâu. Nên là quý vị hết sức lưu ý, tại vì khi nó lên sàn rồi thì chúng ta gì, chúng ta chỉ lên sàn đó, chúng ta chỉ lên sàn thì chúng ta mới mua được thôi, chứ không có cái câu chuyện mà lên sàn rồi lại bảo là tôi là cổ đông của người này. Đây là rất là nhiều anh chị em bị giả đấy, bị giả danh đấy là cổ đông đấy, để đi nhắn tin, để đi bảo là tôi đang là cổ đông, tôi có bao nhiêu suất token SWGT với giá 0.15. Không có nha quý vị, hết sức lưu ý cho A Phủ nhá, tránh mất tiền được chưa ạ. Còn chúng ta muốn mua là chúng ta phải lên sàn thôi. Chứ không phải là mua như trước khi lên sàn, được chưa? Chúng ta có đồng ý không? Nên là chúng ta hết sức lưu ý một lần nữa, rất là nhiều anh chị em bị giả danh, lấy cái hình ảnh mang đi là giả danh để đi lừa đúng không ạ? Đi lừa để cho nhiều người không biết, lại tưởng là vẫn còn cái cơ hội mua với cái giá 0.15. Không có đâu. Lên sàn rồi thì không có câu chuyện đó đâu. Muốn lên sàn mà mua. 3 đô, 5 đô là cái thời điểm ở sàn, được chưa? Quý vị rõ thì comment số 1 đúng không ạ? Để chúng ta cũng có thể nói chuyện, chia sẻ lại rất là nhiều người để chúng ta lưu ý vậy. Đó. Thế thì quay trở lại câu chuyện cổ phần doanh nghiệp. Đó, cổ phần doanh nghiệp và hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thứ 15, cho 15 giai đoạn phát triển rồi. Lên là gì? Lên là chúng ta lưu ý rằng là lộ trình của chúng ta trong năm 2025 là được gì? Được trả cổ tức bằng tiền mặt. Lên là gì? Lên là năm 24 thì chắc chắn là phải đóng cửa rồi. Và chúng ta biết cái thời gian nó rất sớm thôi. Đấy, nó không còn nhiều đâu. Đấy, nó không còn quá nhiều thời gian để chúng ta có thể là chần chừ đâu. Và ngày hôm nay thông tin quý vị thấy rồi đúng không ạ, chúng ta đang mở rộng các cái thị trường, ví dụ như là ở Ấn Độ chúng ta được biết đó, xúc tiến quảng bá thương mại, những dự án thương mại Ấn Độ, rồi Indo, vừa rồi ngài Ziki cũng đã đăng tải đúng không ạ, chúng ta mở rộng thị trường sang lục địa Bắc Mỹ. Đấy, chúng ta có công ty quảng bá, đấy, công ty gọi là xúc tiến quảng bá thương mại ở thị trường đó là gì, đó là công ty đây ạ, A Phủ vừa đăng tải xong, đó là cái công ty ở thị trường lục địa Bắc Mỹ, đó là USkytech. Đó là gì? Công nghệ nhé. Công nghệ USky là công ty quảng bá các công nghệ UT của chúng tôi tại lục địa Bắc Mỹ. Đây là lời ngài Anatoly Zuki đã nói nhé. Chúng ta chúc mừng nhau đi ạ. Chúng ta hướng tới một cái thị trường vậy. Và chúng ta còn nhớ cái lịch sử đúng không? Ngài Anatoly Zuki đã nhận được gì ạ? Visa 01. Đây là một cái visa vô cùng giá trị. Chúng ta thấy không? Visa 01 có nghĩa là gì? Là cấp cho những nhà khoa học đấy, những người nổi tiếng, những nhà khoa học vào Mỹ đấy. Visa 01 này phải có rất là nhiều những cái điều kiện A Phủ đã chia sẻ rồi, nào là gì? Được đăng tải trên các cái trang báo uy tín lớn này, rồi lại có gì? Có những văn bằng giải thưởng quốc tế hoặc trong nước lớn này. Đấy, và gì? Thế giới biết đến này. Nhà ngài Anatoly Zuki đã biết đến gì ạ? Rất là nhiều những thông tin giải thưởng đúng không ạ? Nên là ngài đã được cấp visa 01 vào gì? Vào thị trường Mỹ, và ngài đã quay trở lại Beirut rồi. Và gì? Và sắp tới chúng ta sẽ theo dõi video của ngài trên YouTube, đúng không ạ? Nên là gì? Nên là chúng ta thấy rằng là chúng ta đang quảng bá xúc tiến thương mại rất là nhiều lời. Và anh chị em không biết thôi, chúng ta giống như là một cái tảng băng ấy, tảng băng trôi ấy, thì cái phần mà chúng ta nhìn thấy nó nổi ở trên mặt nước ấy, được chưa? Cái phần mà nó nổi trên mặt nước là chúng ta nhìn thấy, còn cái phần chìm là chúng ta chưa nhìn thấy. Đó là rất là nhiều những dự án thương mại đấy quý vị, rất là nhiều dự án thương mại, nhưng tại sao chúng ta không được biết? Đó, rất là nhiều anh chị em băn khoăn, nhưng chúng ta phải lưu ý rằng gì, chúng ta đang ở giai đoạn gọi là nhạy cảm, đúng chưa? Chúng ta đang tiến ra thương mại thì chúng ta đang gọi là giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Vô cùng nhạy cảm, được chưa? Là gì ạ? Nếu như chúng ta
ra thương mại mà chúng ta cứ bô lên, chúng ta cứ công bố, đấy, chúng ta cứ công khai là tôi đang chuẩn bị xây dựng ở đây, tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng ở kia, thì đối thủ họ nhòm ngó vào, đúng chưa ạ? Họ sẽ làm khó khăn cho chúng ta. Đó nên là gì? Những cái gì chúng ta biết là phần ít thôi, tảng băng chìm thôi, cái phần nổi chúng ta chỉ nhìn thấy chút chút, còn phần nhiều là tảng băng chìm. Và năm 2024, năm 2025 này, chúng ta sẽ có những dự án thương mại được đi ra thực tế công trường. À, quý vị thấy không ạ? Năm 2024-25 nhá, Phủ rất mong trong 24 này, cuối 24 chẳng hạn này là sang năm 25 có những dự án thương mại thực tế công trường, và lúc đó thì gì là công khai. Được chưa? Lúc đó thì công khai rồi, hình ảnh công khai rồi. Nhưng mà chúng ta đừng chờ 2 năm thì chúng ta không còn cơ hội. Được chưa ạ? Vâng, em Cường Huyền bảo là múc mạnh đúng không ạ? Chúng ta biết cái giá trị của nó theo cái gì ạ? Theo cái cách chúng ta đánh giá. Niềm tin của chúng ta lớn đến đâu thì cổ phần chúng ta nhiều đến đó. Được chưa ạ? Chúng ta phải bằng niềm tin của chúng ta, bằng gì ạ? Bằng kiến thức của chúng ta, bằng tìm hiểu thông tin của chúng ta. Đấy, chúng ta được biết là gì? Trong thời đại ngày hôm nay là thời đại thông tin. Đấy, thời đại mà vạn vật kết nối với nhau bằng Internet. Và thời đại gì? Thời đại này là thời đại chúng ta thấy rằng là không còn cái giống như là gọi là cá lớn nuốt cá bé nữa rồi. Bây giờ là gì? Cá nhanh nuốt cá chậm, tức là gì? Ai biết thông tin càng sớm thì người đó thắng, đúng không ạ? Giống như là anh Dê Tuần Mến nói là không biết đến token này tiếc quá, đúng không ạ? Đấy, đấy có phải chúng ta thấy một cái kinh nghiệm, một cái bài học về thông tin, đúng không ạ? Quý vị đồng ý với A Phủ ạ? À, đúng ạ, bài học về thông tin đấy. Ai biết nhiều thông tin đó là người đó chiến thắng, ai biết nhiều thông tin chuẩn thì người đó lại càng thắng, và gì ạ? Chúng ta có rất nhiều tiền. Giống như là chúng ta biết về thông tin nhiều về SLGT thì chúng ta ít nhiều cũng có một chút đó, đúng ạ? Nhưng không sao, A Phủ nó không sao cả, chúng ta vẫn còn cơ hội với cổ phần. À, đúng ạ. Đúng rồi, chính xác là như vậy. À, lợi nhuận không phải là tạo ra lúc bán, đúng không ạ, và là lúc mua, nên là cái câu chuyện này Phủ nói rồi, nên là chúng ta đầu tư trước khi lên sàn là như vậy. Lợi nhuận tạo ra là ngay cả thời điểm chúng ta xuống tiền, chúng ta đã biết được là mình thành công bao nhiêu, đúng không? Mình đã thắng bao nhiêu. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta lưu ý rằng là chúng ta đang sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. IPO là gì? Là lên sàn, đúng không ạ? Là lần đầu tiên chào sàn đấy, là công khai đấy, là gì ạ? Lần đầu tiên phát hành cổ phần trên sàn chứng khoán, đúng chưa quý vị? Và không biết là quý vị có nhìn rõ hay nghe rõ A Phủ không ạ? A Phủ đang thấy một vài comment là nói rằng là mạng bên A Phủ bị lag, không biết là có đúng không ạ? Chúng ta có nghe rõ hình ảnh rõ, có bị giật không ạ? Nếu như chúng ta nghe rõ comment con số 1 đi ạ. Vâng, chị Nhung nói rằng là mạng bên A Phủ đang bị lag, không biết là quý vị có nghe rõ không, hình ảnh có vẫn còn có nhìn rõ A Phủ đẹp trai không ạ? Đúng ạ, nếu mà chúng ta thấy comment số 1 nhé, còn nhìn rõ A Phủ, nghe rõ A Phủ không ạ? Hay là có bị lag, có bị giật không ạ? Ở trên này thì thời tiết nó cũng đang gì? Nó cũng đang, nói chung là cũng không được đẹp lắm. Giá trị tiềm năng của dự án UT thì giá trị tiềm năng thì A Phủ nói nhiều quá rồi. Trong cái live stream ngày nay A Phủ sẽ không có thời gian nói về giá trị tiềm năng của UT, nói quá nhiều rồi, đúng không ạ? Tiềm năng ngày hôm nay không phải bàn cãi nữa rồi. Chúng ta chỉ nói đơn giản như này. Để A Phủ nói rất đơn giản, nhanh gọn như này nhé. Vâng, cảm ơn rất nhiều con số 1, chúng ta vẫn nghe rất rõ, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ nói đơn giản để xem quý vị và các bạn thấy nó có tiềm năng hay không thì đơn giản đấy thôi. Như là chúng ta nói rằng là theo ông tỷ phú nhé, ông Robert, đúng không ạ? Robert Kiyosaki, ông nói rằng là thế giới này có rất là nhiều vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần doanh nghiệp của bạn giải quyết một vấn đề lớn cho xã hội thì doanh nghiệp đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đây không phải mình nói, đúng không ạ? Đây không phải là chúng ta nói mà ông tỷ phú, nhà đầu tư, ông tỷ phú, đúng không ạ? Robert Kiyosaki, ông ấy nói rằng là thế giới này có rất là nhiều vấn đề cần giải quyết, chỉ cần doanh nghiệp của bạn giải quyết một vấn đề đủ lớn thì doanh nghiệp đó gì sẽ kiếm được rất nhiều tiền nha quý vị. Thế thì cái tiềm năng hay không, chúng ta thấy rằng là gì, công nghệ UET của chúng ta là công nghệ đi đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, giao thông thông minh, áp dụng của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0, đúng không ạ? Chúng ta thấy là trí tuệ nhân tạo, chúng ta đã nói rồi, rồi gì ạ, chuỗi khối blockchain, đúng không ạ? Rồi gì? Tốc độ cao 150 km trong nội thành, 500 km ngoài đô thị, đúng chưa ạ? Và thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi đầu về giao thông thông minh, thân thiện với môi trường, không gây ra tai nạn giao thông, đúng không ạ? Không gây ùn tắc giao thông, và gì, chi phí xây dựng rất thấp. Thế thì chúng ta đang giải quyết một cái vấn nạn lớn trên toàn cầu, đó là vấn nạn về ô nhiễm môi trường, về vấn nạn tai nạn giao thông, vấn nạn về gì ạ, ùn tắc giao thông. Thì chúng ta có giải quyết lớn cho xã hội hay không ạ?
thì chúng ta có kiếm được nhiều tiền hay không ạ? Và gì, chi phí xây dựng của chúng ta rất thấp. Như vậy thì chúng ta có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường không ạ? Nên là chúng ta không cần phải bàn cãi về tiềm năng của công nghệ OTT nữa. Là chúng ta đang giải quyết những vấn đề cực lớn cho xã hội thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và doanh nghiệp chúng ta kiếm rất nhiều tiền thì ai là người có lợi quý vị? Đó là chúng ta, là những nhà đồng sở hữu công nghệ, những người sở hữu cổ phần, là chúng ta được lợi, đúng không ạ? Vì chúng ta đang nắm giữ cổ phần trước IPO. Đó. Đấy, câu chuyện là như vậy. Nên sàn hay là mới mua đấy ạ? Hay là gì ạ? Trước khi lên sàn đấy ạ, cái câu chuyện SLGT chúng ta đấy, đây là một cái bài học và chúng ta có thể lấy chia sẻ cho bạn bè của chúng ta. À, bạn cứ chờ tôi lên sàn đi, thì giống như câu chuyện ngày hôm qua 26 tháng 6, cái đồng tiền token của UET chúng tôi liên yết trên sàn với giá có lúc là 5 đô, có lúc 7 đô đúng không ạ? Đó, trước khi lên sàn giá có 0.15. À, phủ tính 5 đô thôi thì nó đã tăng trưởng lên 33 lần. Thế bạn lên sàn bạn mua bao nhiêu? Bạn bỏ ra 5 đô một đồng. Bạn mua được nhiều không ạ? Đúng chưa? Đấy là cái câu chuyện trước và sau. Và ngày hôm nay thì gì? Cổ phần doanh nghiệp cũng vậy. Cổ phần doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta lưu ý, chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO là thị trường gì quý vị? Đó là thị trường sơ cấp, đúng không ạ? À, thị trường sơ cấp, còn lên sàn rồi, chúng ta thấy liêm yết rồi, IPO rồi là thị trường thứ cấp, là cuộc chơi cho những người gì? Có thể là mua đi bán lại đấy, chúng ta nói, đúng không ạ? Vào mua đi bán lại gọi là lướt sóng. Đó, à, lên sàn rồi gọi là lướt sóng rồi. Đó, còn gì, trước khi lên sàn thì chúng ta gì ạ? Chúng ta mới gọi là nắm giữ cổ phần sớm, thời điểm gì? Thời điểm mà nó còn cái giá cả của nó thấp hơn rất là nhiều so với giá trị định mức tiềm năng. Đúng quý vị? Và quý vị đồng ý ạ? À, đấy là trước khi lên sàn là như vậy nhá. Nên là chúng ta đừng nói rằng là gì, tôi chờ lên sàn thì lúc đó quý vị phải bỏ ra rất nhiều tiền. À, token là vậy thôi, nhưng khi UST mà lên sàn nó không có câu chuyện 5 đô đâu ạ. Các công ty công nghệ A phổ biết là nó không có câu chuyện dưới 20 đô. Thế thì liệu như giả dụ như UST lên sàn 20 đô đi, chúng ta bỏ bao nhiêu tiền mới có 1 triệu cổ phần của tập đoàn chúng ta? Đấy, hãy chờ lên sàn mua đi ạ, có theo kịp không ạ? Không theo kịp, đúng không ạ? Đó, A Phủ lấy ví dụ như là trước khi lên sàn anh Nguyễn Thế Mỹ có 1 triệu cổ phần của UET và nó chỉ có, hiện nay nó chỉ có vài và hai chục, hơn 20 nghìn đô thôi, hay là 1 triệu thì có khoảng hơn 10 nghìn đô thôi, ví dụ thế. Thế thì khi lên sàn 1 đô thôi là cái giá trị định mức của UET đã được định giá từ năm 2013. À, lưu ý rằng gì? Cổ phần của tập đoàn chúng ta đã được định giá từ năm 2013 bởi tập đoàn lớn nhất ở Nga, đúng không ạ? Là 20 năm làm việc thành công, đó là gì ạ? CGSC, Home Investment, có báo cáo dài 58 trang, đúng không ạ? Báo cáo dài 158 trang để thẩm định giá trị doanh nghiệp, sở hữu bí quyết vận tải đường dây là 400 tỷ 867 triệu 433 ngàn. Với 1 đô trên 1 cổ phần, được chưa ạ? Thế thì ngày hôm nay trước IPO, ví dụ anh Thế Mỹ có 1 triệu cổ phần thì về giá trị sau khi đóng cửa, quý vị ạ, đóng cửa thì nó gì? Tự động, hay chúng ta được biết là automatic, tự động nó về giá trị định giá là 1 đô. Được chưa ạ? Là 1 đô là anh Nguyễn Thế Mỹ 1 triệu cổ phần là gì? Đã có 1 triệu đô rồi. Được chưa ạ? Và gì? Và anh chỉ bỏ ra thời điểm này 1 triệu cổ phần đâu đó hơn 10 ngàn thôi. Thế thì lên sàn đấy, bạn lên sàn đấy, 1 triệu đô bạn có để sở hữu 1 triệu cổ phần không? Đúng không ạ? Đấy là cái bài toán sở hữu cổ phần trước lên sàn hay sau lên sàn. Và A Phủ còn nhớ một cái câu chuyện, đúng không ạ? A Phủ còn nhớ một cái câu chuyện trên truyền hình nói rằng là gì? Nắm giữ cổ phần doanh nghiệp hay là gì? Đừng để cả thiên hạ biết rồi thì chúng ta mới đầu tư, đó là thời điểm muộn. Hay là phóng sự đó nói là gì? IPO là thời điểm muộn. Đó, để sở hữu, và chúng ta phải nắm từ thời điểm còn trong trứng nước. Đấy, sở hữu cổ phần doanh nghiệp phải như vậy quý vị. Đó. Vâng, đấy, ôi gì ạ? À, ôi 5 triệu cổ phần thì nhiều tiền lắm. Chính xác, 5 triệu một cái tài sản vô cùng lớn chị Nguyễn Nhung nha. 5 triệu cổ phần, 1 đô thôi là 5 triệu đô rồi, là cái điều đương nhiên rồi, được định giá trong giấy chứng nhận cổ phần rồi. Đây A Phủ nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đây, giấy chứng nhận cổ phần ở đây A Phủ nói rồi. Đây, nó đã ghi rất là rõ là 1 đô đây rồi, đúng không ạ? 1 đô cho 1 cổ phần rồi, đúng không ạ? Rất là rõ rồi. Đó, A Phủ đã nói nhiều lần rồi. Thế thì 5 triệu cổ phần tương ứng với 5 triệu đô, một cái giá trị rất lớn, một cái tài sản sau này rất là nhiều người mơ ước, được chưa? Rất nhiều người mơ ước mà không có được. Đấy, nên là chúng ta nói là gì? Bạn cứ đợi tôi lên sàn đi, bạn không thể nào theo kịp đâu. Nên là chúng ta đang là những nhà tài trợ vốn không nhiều tiền. Đấy, không nhiều tiền thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải tìm cách thì gì ạ? Bỏ ra
số tiền ít nhất để gì? Để sở hữu nhiều cổ phần nhất. Chúng ta phải, chúng ta đang là những người không nhiều tiền thì chúng ta phải mượn lực, đúng không ạ? Mượn đòn bẩy đó là gì? Chúng ta nắm giữ sớm đi. Từ thời điểm nó đang trứng nước đi, từ thời điểm này, nhưng thời điểm này thì nói rằng là gì? UET không còn phải là trứng nước nữa. UET đã là một công ty chuyển mình từ công ty khởi nghiệp sang công ty thương mại bước đầu, đúng không ạ? Bước đầu sang công ty thương mại rồi, không còn phải là trong ý tưởng, không còn phải trong bản vẽ, không phải còn trong thiết kế của ngài Zutki nữa rồi. Nó đã có thực tế rồi, đúng không ạ? Được chứng nhận TUV, đó, cấp chứng nhận an toàn để vận chuyển hành khách, hàng hóa và gì? Và chúng ta đã có hợp đồng thương mại ở rất nhiều quốc gia. Được chưa ạ? Nên là hãy nói với câu chuyện này với các bạn của chúng ta, hãy nói câu chuyện này với đồng đội chúng ta, với những người chúng ta đang quan tâm. Đó, nói rằng là bạn đừng chờ tôi, đúng không ạ? Bạn chờ tôi mà lên sàn bạn không theo kịp đâu. Đấy, thì chúng ta phân tích một cái bài toán như vậy. Ví dụ ngày hôm nay với chiết khấu cơ bản 1.000 đô chúng ta sở hữu 25.000 cổ phần của UET, thì về 1 đô chúng ta đã x 25 lần rồi. Đơn giản là như vậy, đúng không ạ? Chúng ta tính bài toán là như vậy. Ngày hôm qua, đúng không ạ, SWGT lên sàn ví dụ 5 đô, thời điểm trước là có 0.15 đô thì đã tăng lên 33 lần rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy bài toán vậy. Nên là chúng ta hãy phân tích, hãy đánh giá trước và sau. Nên là trước khi lên sàn là thời điểm gì? Tốt nhất, đúng không ạ? Thời điểm bạn quyết định trước khi lên sàn thời điểm tốt nhất. Và là thời điểm này, mọi thứ nó rõ ràng rồi, là tốt nhất, đúng không ạ? Đấy, chị Nhung giờ không nhanh chân thì hết cơ hội. Trước kia thì A Phủ có nhớ một cái câu chuyện là có một anh gọi là anh tiến sĩ, đúng không? Anh tiến sĩ cũng là sở hữu cổ phần UET. Anh A Phủ không nhớ tên, nhưng mà anh nói rằng là gì? Cái cổ phần này đáng nghe ra là chúng ta phải tranh nhau, đúng không? Một cái cơ hội này phải tranh nhau, chứ không phải là chúng ta còn thờ ơ đâu. Phải tranh nhau mới đúng, đúng không? Vì chúng ta không bao giờ sở hữu được cổ phần tốt như thế này. Hello em Nhung Trần nhá. Và cảm ơn rất là nhiều những comment. Nhung Trần này cũng là một trong những nhà tài trợ vốn cũng rất lớn, đúng không ạ? Cũng rất tâm huyết, chia sẻ live stream rồi những thông tin bạn cung cấp rất giá trị. Chúng ta là hãy theo dõi và follow Nhung Trần nhé. Thường xuyên có những live stream đấy. Rồi rất là nhiều anh chị em nhà tài trợ vốn tâm huyết muốn lan tỏa giá trị công nghệ này trên Facebook để gì ạ? Để với một cái mục tiêu là gì? Để chia sẻ thông tin chính xác, chuẩn nguồn về công nghệ chúng ta và những cái đánh giá, những cái góc nhìn, những cái phân tích, những cái trải nghiệm, đúng không ạ? Thực tế. Ví dụ như là Nhung Trần cũng đã sang tận nơi rồi. Đấy, cũng sang trung tâm công nghệ ở gì ạ? Ở UAE, đúng không ạ? Ở Sara rồi. A Phủ Bình thì cũng 2 lần sang rồi. Chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cổ đông gì đã xét nghiệm, có thể gì xét nghiệm thực tế rồi. A Phủ 2 lần rồi. Đó, tháng 3 năm 22, năm 2022 rồi gì? Rồi tháng 10 năm 23, đúng không ạ? Cảm ơn Nhung Trần đã comment là anh Lê Tất Hiếu, đúng không ạ? Đúng rồi, là tiến sĩ Lê Tất Hiếu. Là gì? Anh đã nói rằng là cái cổ phần này phải tranh nhau mới đúng, còn chúng ta còn thờ ơ là rất tiếc. Sau này quay lại đi, chúng ta quay lại có được không ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi, lên sàn thì không còn gì để nói nữa, chính xác như vậy. Bạn Nguyễn Quốc Nam, lên sàn thì không còn câu chuyện để nói nữa. Chúng ta có bỏ được 1 triệu đô ra để sở hữu 1 triệu cổ phần không? Nhưng câu chuyện lên sàn không bao giờ 1 đô. Lác đác thôi là 5 đô phải không ạ? 5 đô, chúng ta có bỏ được 5 triệu đô để sở hữu gì? 5 triệu cổ phần hay không? Vâng, cái câu chuyện là như vậy. Bạn Hà Thu đúng không ạ? Nói về pháp lý có thể nói sâu hơn cho mọi người hiểu được không? Pháp lý thì nó rất dài dòng. Đúng không ạ? Như cái câu chuyện này Phủ cũng chia sẻ rất nhiều rồi. Pháp lý thì chúng ta không phải nghĩ ngợi nữa rồi. Đấy, rõ ràng, minh bạch, đúng không ạ? Pháp lý thì chuẩn chỉnh. Đó, chúng ta có thể thì kiểm tra, kiểm chứng được trên các website chính thống. Nếu như nói về cái câu chuyện pháp lý thì với UT là rõ ràng, minh bạch. Chúng ta hoàn toàn tự mình. Cái câu chuyện về pháp lý đa Phủ chia sẻ rất nhiều lần cho chúng ta rồi. Thì có lẽ là chúng ta chỉ nói qua qua thôi. Trong cái live stream ngày nay chúng ta không có nhiều thời gian phân tích, vì khi mà chia sẻ pháp lý thì A Phủ muốn phải chia sẻ qua Zoom. Đấy, phát trực tiếp trên Zoom để nói đến đâu, để check thông tin, đúng không ạ? Check thông tin cho chúng ta nhé. Nên là chúng ta cứ yên tâm là pháp lý minh bạch rõ ràng. Chúng ta thấy thứ nhất là gì? Chúng ta là gì? Đầu tư đúng nơi đúng chỗ đã, không? Chúng ta biết được tiền chúng ta đi về đâu, đúng không ạ? Thông qua quỹ Skywalk Community, gọi vốn cộng đồng, chúng ta biết tiền chúng ta đi về để xây dựng 2 trung tâm thử nghiệm. Đấy, Beirut và UAE. Rồi gì ạ? Cái thứ hai chúng ta nói về pháp lý là gì ạ? Chúng ta nói về vấn đề là công ty chúng ta được đăng ký, công ty gọi vốn này, công ty mẹ, công ty GTI nữa. Chúng ta được đăng ký dưới thì Ủy ban Dịch vụ Tài chính Thế giới, đó là BVIFC quần đảo Virgin Anh. Đó, đây là cơ quan chính phủ có những vai trò chức năng là giám sát,
những cái quá trình gọi vốn, rồi có thể là truy tố những cái tội phạm về tài chính. Nên là chúng ta đăng ký dưới Ủy ban Dịch vụ Tài chính BBIFC, mà chúng ta thấy đây này, cái giấy chứng nhận của chúng ta này, con dấu của BBIFC này, chúng ta thấy không ạ? Đây là con dấu của BBIFC nhá. Đó, chúng ta thấy không ạ? Đó là cái yếu tố pháp lý, đây là phủ nó nhanh pháp lý thì chúng ta hình dung thôi, còn nói sâu thì rất nhiều thời gian và phải thông qua Zoom để vừa nói vừa gì check cho chúng ta. Thì đây chúng ta nói nhanh thôi nhá. Đấy, cái pháp lý tiếp theo là gì ạ? Pháp lý tiếp theo là gì? Chúng ta hoàn toàn minh bạch bằng báo cáo kiểm toán tài chính, được chưa ạ? Chúng ta 9 năm gọi vốn thì chúng ta đã có 8 năm báo cáo kiểm toán tài chính. Trong 8 năm có 4 năm gì ạ? Chúng ta được, trong 8 năm chúng ta đi gì ạ? Kiểm toán. Đấy, kiểm toán báo cáo kiểm toán tài chính thì trong 8 năm có 4 năm kiểm toán quốc tế. Trong 4 năm có 3 năm kiểm toán bởi BDO, tập đoàn kiểm toán đứng thứ 5 toàn cầu kiểm toán cho OIT. Đấy, chúng ta thấy minh bạch là như vậy, được chưa ạ? Rồi gì ạ? Minh bạch về pháp lý hơn nữa là chúng ta được gì? Đăng ký vào sổ cổ đông. À, chúng ta hoàn toàn kiểm tra được nhá. Chúng ta đăng ký sổ cổ đông, chúng ta có giấy chứng nhận cổ phần. Chúng ta có gì ạ? Có trích lục từ sổ đăng ký cổ đông trong văn phòng cá nhân của chúng ta. Đấy, pháp lý tiếp theo là gì ạ? Chúng ta có lộ trình niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế từ năm 2015 mới chúng ta thấy được công khai trên website nhà sáng lập. Được chưa ạ? Đó là gì ạ? Đó là tổ chức ISIN.org ấy, cái trang web ISIN, tổ chức ISIN cấp mã định danh chứng khoán quốc tế đấy, để chúng ta có lộ trình lên sàn. Đấy, về pháp lý rất là rõ ràng vậy. Còn nhiều thứ đúng không ạ, để Phủ sau này sẽ chia sẻ rất nhiều lần cho chúng ta rồi. Thì chúng ta trong cái livestream này thì chúng ta không thể nói hết được. Được chưa ạ? Chúng ta nói qua như vậy để chúng ta hình dung. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay đấy, chúng ta thấy chúng ta đang sở hữu cổ phần gì ạ? Trước lên sàn, nó lợi thế là như vậy quý vị nhá. Nó rất là nhiều lợi thế. Chúng ta sẽ có lợi thế về việc gì? Chúng ta lợi về vốn. Chúng ta lợi về vốn ở đây là gì ạ? Bỏ một số tiền rất ít nhưng nhận về gì? Nhận về cổ phần rất nhiều, và chúng ta nhận được cái giá cổ phần nó thấp hơn, tức là cái chiết khấu ấy nó thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị định mức là $1. Ví dụ như là gì? Chiết khấu 125, hay là chúng ta có phiếu SL Mobile đấy thì là chiết khấu 175, thì chúng ta gì? Được giảm chiết khấu là gì ạ? Là giảm giá. Hiểu một cách đơn giản đúng không ạ? Đúng ạ, chúng ta hình dung ạ, chiết khấu là gì? Đơn giản chứ, chiết khấu ví dụ như quý vị ra một cái chúng ta ra một cái cửa hàng, một cái shop thời trang có một bộ, ví dụ các chị em đi, cho dễ hình dung đi, ví dụ các chị em ra một cái shop thời trang hàng hiệu nhá, một cái bộ váy, Phủ ví dụ một cái bộ váy đẹp là giá của nó là 2 triệu, nhưng được sale giá xuống 50% là nó còn 1 triệu thôi. Mà cái giá trị của cái váy đó vẫn như vậy đúng không ạ? Nhưng cái giá cả nó chỉ còn nó 1 triệu, chúng ta có mua không ạ? Có đúng không ạ? Đó, tức là nó giảm giá, là sale xuống, tức là chiết khấu đấy ạ. Đấy, chiết khấu là giảm giá. Và cổ phần cũng vậy, cổ phần UT là được định giá là $1. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang sở hữu sớm, chúng ta là những người đồng hành sớm, đấy, góp vốn cho doanh nghiệp là những cái thời điểm khó khăn, thông qua gì? Hợp đồng vay chuyển đổi đúng không ạ? Chúng ta tài trợ vốn vào đây, đúng không? Chúng ta không phải là mua bán gì, mà chúng ta thấy công nghệ này hay, đấy, công nghệ này thực tế, tiềm năng thì gì? Chúng ta tài trợ vốn vào thông qua hợp đồng vay chuyển đổi. Có nghĩa là gì? Một là chúng ta ký nhận cổ phần, chúng ta là cổ đông. Hai là gì? Chúng ta không ký thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ là người cho vay, và trong 3 năm nếu chúng ta muốn lấy gốc về thì công ty trả gốc cho chúng ta và được tính cho chúng ta thêm 4% cái số gốc chúng ta tài trợ vào. Được chưa ạ? Rất rõ. Nên là chúng ta đang gì? Tài trợ vốn cho công nghệ UT, cho ý tưởng ngài Suzuki để hiện thực hóa ý tưởng đó như ngày hôm nay thông qua hợp đồng vay chuyển đổi nha. Nên là chúng ta không phải là mua bán gì, được chưa ạ? Chúng ta không phải là mua bán, chúng ta không phải là đi mua bán con tàu hay gì cả. Chúng ta là cổ phần doanh nghiệp, chúng ta là góp vốn cổ phần doanh nghiệp, chúng ta là nhà đồng sở hữu công nghệ, chúng ta là cổ đông, nhà tài trợ vốn thông qua hợp đồng vay chuyển đổi. Và gì? Chúng ta là cá nhân thì chúng ta không thể nào gì? Chúng ta là cá nhân thì chúng ta không thể nào bỏ tiền của mình sang trực tiếp mà để vào tập đoàn được. Chúng ta phải thông qua pháp nhân có đăng ký hợp pháp, đúng không ạ? Đó là Wiscawork Community, đăng ký BBIFC, được chưa ạ? Ủy ban dịch vụ tài chính thì chúng ta mới gì? Tài trợ được. Đó. Và đầu tư muốn thắng quan trọng nhất là lúc xuống tiền, đúng rồi. Chúng ta cái lúc thời điểm chúng ta thắng ngay thời điểm chúng ta xuống tiền. Và cảm ơn anh Hồ Cường, đúng không ạ? Đất nước nào có Hoa Kỳ quan tâm là đất nước đó thành công, tập đoàn được Mỹ đồng ý thỏa thuận, đúng không ạ? Thì tập đoàn đó rất là hùng mạnh và thành công. Và cảm ơn anh Hồ Cường. Ok, chúng ta hình dung ạ.
chúng ta hình dung là chúng ta là cá nhân thì chúng ta không thể nào gì ạ, tự mình đúng không ạ, tự mình là gì, mang tiền ra bảo ngài Zuki là cho tôi sở hữu cổ phần được. Thì tập đoàn không hợp tác với cá nhân mà hợp tác pháp nhân, đó là gì, đó là làm việc với quỹ, quỹ SWC. Skywalk Community là quỹ duy nhất ngày hôm nay để chúng ta gì tài trợ vốn thông qua quỹ này với gì ạ? Hợp đồng vay chuyển đổi để chúng ta tài trợ vào, chúng ta hình dung chưa đó nha quý vị nha. Nên là câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì A Phủ muốn chia sẻ một cái góc nhìn, đó là rất là nhiều anh chị em đó, rất là nhiều anh chị em vâng đúng là tuyệt vời đúng không ạ. Câu chuyện ngày hôm nay A Phủ muốn chia sẻ là rất là nhiều anh chị em khi mà ai đó chia sẻ cho cơ hội nắm giữ UT thì bảo tôi chờ lên sàn. Thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay quý vị đã biết rồi, lên sàn thì nói tóm lại là không có cửa. Nếu có cửa thì gì, bỏ nhiều tiền vào. Nếu mà quý vị mong muốn chúng ta bỏ nhiều tiền lên sàn nó mua không sao, lúc đấy chắc ăn đúng không ạ. Nhưng chúng ta chỉ là gì, cái thị trường lúc đó là thị trường thứ cấp đúng không ạ. Còn trước khi lên sàn là thị trường sơ cấp. Và chúng ta thấy là gì ạ, thị trường sơ cấp là chúng ta đang tạo ra chứng khoán. Lên sàn là chứng khoán, lên sàn là cổ phiếu, được chưa ạ. Còn trước khi lên sàn cổ phần là chưa liên biết là cổ phần, lên sàn là cổ phiếu. Và chúng ta đang đồng hành cùng với một tập đoàn thì chính chúng ta đang gì, tạo ra chứng khoán. Chúng ta thấy hay không ạ, chúng ta đang là người tạo ra chứng khoán là như vậy. Còn lên sàn là gì, mua cổ phiếu là mua chứng khoán đúng không ạ, sàn chứng khoán. Còn chúng ta đang tạo ra chứng khoán, thì quý vị mong muốn là chúng ta tạo ra chứng khoán hay là chúng ta mua chứng khoán, chúng ta đang gì chúng ta gì, chúng ta đang đồng hành mà đúng không ạ, chúng ta đang gì ạ, sở hữu mà chúng ta đã tạo ra chứng khoán mà. Hay là chúng ta gọi là gì, cổ phần là cha đẻ của cổ phiếu trên sàn ạ, chúng ta đưa lên sàn lúc đó mới là cổ phiếu. Nên chúng ta đi sớm đi ạ, đi trước đón đầu đi ạ, còn đi mãi đi sau. Hay là chúng ta nói là gì, chúng ta được nói là rất là nhiều anh chị em mà lên sàn tôi mới ấy, thì chúng ta gọi là suốt đời anh đúng không ạ, mãi mãi là người đến sau đúng không ạ, lên đánh ôm trọn thôi, một gọi là gì, một mũi sầu thôi. Và lên sàn như token thì không có cửa, đúng rồi, không có cửa nhưng bỏ rất nhiều tiền đúng không ạ, Vi Thuận đúng không ạ. Đó nên mà chúng ta đi theo sau là gì, đi trước thì không còn chưa ai đấy, cơ hội phải đi tắt đón đầu đúng không ạ. Ví dụ như ngày trước nếu như chúng ta biết cơ hội Bitcoin mà chúng ta biết là sau này nó là cái đồng tiền kỹ thuật số đúng không ạ, với giá trị nó rất là cao đấy, có những lúc là 60-70 nghìn chẳng hạn, thì chúng ta có sở hữu à, chúng ta biết sau này nó như vậy. Nhưng mà bây giờ biết rồi, chúng ta làm sao mà bỏ tiền ra mà sở hữu một Bitcoin được. Nên là cơ hội phải đi trước, lắm bắt trước, đón đầu nó, đón đầu xu hướng. Và hãy nhìn xem xu hướng của thế giới đi về đâu, chúng ta đến đó trước. Và hãy nhìn xem là dòng tiền của thế giới chảy về đâu thì chúng ta đến đó trước để chúng ta đón đầu nó đi. Và thế giới đang hướng tới gì ạ? Công nghệ thân thiện với môi trường. Chúng ta thấy năm 2030 đúng không ạ? Châu Âu còn gì ạ? Còn khai tử đúng không ạ? Động cơ đốt trong. Đó. Rồi chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta thấy những công nghệ thân thiện môi trường có phát triển đúng không ạ? Ví dụ như là ô tô điện. Đấy, chúng ta thấy rồi. Nhưng gì? Ô tô điện chỉ giải quyết một phần đúng không ạ? Một phần của bài toán về môi trường thôi. Nó vẫn sử dụng gì? Sử dụng bánh lốp. Đấy, sử dụng bánh lốp. Vẫn đi trên cái giao thông cấp 1 là trên đường nhựa, đường bê tông đấy ạ. Thì cái sự mài mòn lốp cao su nó vẫn phát thải ra khí độc hại. Và A Phủ đã đăng một cái video là gọi là gì, nghĩa trang của lốp cao su đấy, tức là họ những cái lốp hỏng họ đưa ra cái sa mạc đấy, họ đốt đúng không ạ, họ đốt cái khói rồi là ô nhiễm nó bay nghi ngút lên đấy, chúng ta kinh khủng ạ. Nên là ô tô điện chỉ giải quyết một phần, tức là chuyển từ động cơ là gì, động cơ đốt trong đúng không ạ, động cơ đốt trong chuyển sang gì, chuyển sang động cơ điện thôi. Còn nó vẫn sử dụng công nghệ bánh xe lốp, vẫn chạy trên cấp 1 nên vẫn ô nhiễm môi trường, vẫn có người lái thì vẫn có thể có nguy cơ gây ra tai nạn đúng không ạ. Tức là vẫn chạy ở trên giao thông cấp 1 thì gì, không giải quyết được cái bài toán về tăng nghẽn đúng không ạ, không giải quyết được bài toán để tăng nghẽn đúng quý vị. Đó nên là công nghệ UT chúng ta là giao thông cấp 2 là gì ạ. Vâng, giao thông cấp 2 đó là gì, giao thông thông minh đó, giao thông thông minh đúng không ạ. Vâng, giao thông thông minh và công nghệ chúng ta là gì, giải quyết các cái bài toán về môi trường đúng chưa, bài toán về môi trường rất là nhiều đó. Nên là gì, chúng ta vượt trội hơn so với các công nghệ
hiện nay như giao thông truyền thống đó, giao thông điện hay là ô tô điện thì giải quyết một phần thôi. Và chúng ta thấy có một cái bài báo trong báo khoa học ấy, báo Clientechnica nói rằng là gì, công nghệ UT hơn hẳn một chiếc Tesla đấy, có cái bài phân tích rất là hay đấy, A Phủ cũng đã chia sẻ với ta rồi. Vâng, quý vị đồng ý không ạ? Lên là gì? Lên là công nghệ của chúng ta ngày hôm nay thế giới đã đón chờ rất nhiều rồi, và chúng ta là những người gì lắm bắt sớm thì chúng ta sẽ thành công sớm. Thứ nhất là chúng ta sẽ lợi về vốn khi mà nó IPO đòn bẩy lên rất là nhiều. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là chúng ta tài trợ sớm đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cổ phần hơn, đúng không ạ? Lợi về vốn rồi nhưng có nhiều cổ phần hơn, và những ai nắm giữ nhiều cổ phần thì sau này sẽ nhận được cổ tức, đúng không ạ? Là dòng thu nhập thụ động, đúng không quý vị? Còn nhiều anh chị em mong muốn đó, rất nhiều anh chị em hỏi rằng là cái câu hỏi là bao giờ lên sàn đó, bao giờ UET lên sàn. Quý vị có muốn cái câu chuyện này không ạ? Chúng ta comment, chúng ta có muốn UET lên sàn không ạ? Nếu chúng ta muốn thì chúng ta comment là muốn đi ạ, nếu chúng ta không muốn chúng ta comment là không muốn đi ạ. Có bao nhiêu quý vị đang theo dõi livestream đây mong muốn UET lên sàn ạ? Chúng ta muốn thì comment muốn đi ạ. Vâng, em chào chị Dương Thị Phong, xin chào em Nguyễn Phượng, xin chào anh Nguyễn Thủy. Quý vị có mong muốn lên sàn không ạ? Vâng, rất muốn đúng không ạ? Rất nhiều anh chị em muốn. Rồi, rất muốn anh ơi đúng không ạ? À, em Nguyễn My nói rất muốn, em Vi Huyền muốn, ai cũng muốn đúng không ạ? A Phủ cũng muốn. Vâng, anh Nguyễn Thế My muốn. Nhưng mà chúng ta muốn để làm gì ạ? Chúng ta muốn thì muốn làm gì ạ? Chúng ta có thể nói cái lý do chúng ta muốn làm gì ạ? Muốn để làm gì ạ? À, ai cũng muốn, A Phủ cũng muốn, nhưng muốn chúng ta muốn UET lên sàn để làm gì ạ? Chúng ta comment đi ạ. Hãy giao lưu với A Phủ đúng không ạ? Vâng, rất muốn là như vậy. À, Vũ Thị Hoa cũng vậy. Minh Hiền, Malu Lai cũng rất muốn lên sàn rồi, chị Nhung rất muốn rồi, Lê Cường rất muốn, Phan Thanh Hưng cũng em rất muốn, nhưng mà muốn để làm gì ạ? Muốn lên sàn để làm gì ạ? À, Minh Minh là lên sàn thì xin lại vốn đúng không ạ? À, tức là hoàn vốn đúng không ạ? Nhưng em vẫn đang tiếc ít cổ phần quá, không sao, còn cơ hội thì gom thêm, không sao cả. Rất mong muốn tê lên sàn ngày hội của người thành công, ai cũng muốn nhưng cổ phần ít quá, ít có còn hơn không? Em hổ hút nha. Vì mình có cổ phần rồi, ít nhất 20-30 lên sàn. Ồ, anh Nguyễn Thế Mỹ có thể có những cái nhận định như vậy. Nhưng chúng ta có thể gì? Xem xét sau đúng không ạ? Muốn để cho công ty mình phát triển mạnh hơn nữa. À, chỉ muốn chia cổ tức thôi, khi lên sàn cũng được. Rồi, đấy là comment của em Nguyễn Bình. Muốn thay đổi thế giới với công nghệ UET. Đấy là Nguyễn Văn Trường đúng không ạ? Em Nguyễn My rằng là muốn để giàu có, sở hữu nhiều tài sản, giúp đỡ được gia đình và người khó khăn kém may mắn hơn mình ạ. À, rất là hay đúng không ạ? Tức là chúng ta mong muốn là lên sàn để cái tài sản ra lớn, tăng trưởng lớn, để chúng ta làm những cái điều giá trị, điều ý nghĩa cho xã hội đúng không ạ? Rồi em Vi Huyền nói là để mình cười lại những người giờ cười mình, bây giờ mình cứ cười đi. Không cần phải chờ lên sàn mới cười, bây giờ em cứ cười đi, không sao cả, cứ cười bình thường. À đúng không ạ, ít quá muốn cổ tức trước đúng không ạ? Ok, rất hay đúng không ạ? Ok, rất là cảm ơn những comment bình luận của quý cô chú anh chị. À, anh Chu Văn chắc chắn lên sàn để tăng vốn hóa. Đương nhiên rồi đúng không ạ? Lúc đó là gì? Doanh nghiệp ta lên sàn lúc đó là công khai đúng không ạ? Cái mục đích lên sàn đúng không ạ? Mục đích lên sàn để là gì ạ? Chúng ta thành một công ty đại chúng. Đó, lúc đó là thị trường trả giá cho cổ phiếu chúng ta đúng không ạ? Và gì chúng ta gì? Cũng tăng cái giá trị của doanh nghiệp. Đó là mục đích lên sàn, nó cũng gọi được vốn rất là nhiều đúng không ạ? Rồi. Token SLU mới lên sàn đúng rồi em, Minh Thủy. À, token của UET đó là đồng SLUGT mới niêm yết trên 4 cái sàn ngày hôm qua ngày 26 tháng 6. Đó, A Phủ vừa chia sẻ rồi đấy. Nên 4 cái sàn như là sàn MEX, sàn Bitmart, Elbank và Bitget. Đó, và cũng có thể sau này lên một số sàn nữa. Đó thì cái câu chuyện đó nha em Minh Thùy nhá. Rồi, chúng ta muốn cổ tức 0.1 đô cũng là khá cao đấy nhá. Rồi chỉ có thể cổ tức chứ lên sàn ngứa tay rồi bán hết, anh Phong nói vậy đúng không ạ? Không còn không lên sàn thì vẫn có cổ tức đúng rồi. À, giá bây giờ là bao nhiêu, là giá của cái gì ạ? Chị Trang Loan ạ. Giá của cổ phần UT là giá của token ạ. Giá cổ phần UT giờ rất là thấp thôi. Ví dụ chúng ta chiết khấu là 125 thì chúng ta thấy nó thấp thôi, nó chỉ 0.03 gì đấy thôi đúng không ạ? Cho một cổ phần thôi, nó rất thấp. Vâng, thì ai cũng mong muốn UT nó lên sàn, nhưng chúng ta hãy lưu ý lên sàn để làm gì? Lên sàn thì đối với góc nhìn của doanh nghiệp thì lên sàn là chúng ta thể hiện cái gì ạ? Chúng ta sẽ đưa công ty chúng ta thành một công ty đại chúng đúng không ạ?
và thị trường sẽ trả giá, lúc đó nó sẽ đánh giá được cái tiềm năng, cái giá trị của cổ phiếu của chúng ta trên sàn, và nó thì tăng cái giá trị của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đó là cái việc lên sàn là như vậy, và cũng là nơi gì ạ, nơi để cho chúng ta có thể gì lúc là giao dịch, đúng không ạ? Từ đấy một cổ phần chuyển đổi một cổ phiếu là chúng ta giao dịch, quý vị nhá. Vâng, bạn Trang Lê Trang Loan thì sau livestream có thể inbox cho A Phủ Bình để có thể chia sẻ rõ hơn về cái giá của cổ phần VT nhá. Đó, đúng không ạ? Chị Trang Loan đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện lên sàn là như vậy. Còn A Phủ nói rằng là gì? Chúng ta mong muốn lên sàn thì rất là nhiều những cái lý do chính đáng thôi, cũng muốn là có gia tăng cái gì gọi là cái cổ phần của chúng ta nắm giữ ấy, nó có cái đòn bẩy đúng không ạ? Nó có tăng trưởng rất lớn. Nhưng chúng ta lưu ý một điều là chúng ta mong muốn lên sàn không phải là chúng ta sẽ bán đi được ạ. Nếu ai mà có quan điểm mà lên sàn để chúng ta bán đi tất cả, A Phủ nói là bán đi tất cả nhé, bán đi chút ít không sao. Nhưng chúng ta mà bán đi tất cả, đó, chúng ta bán đi tất cả thì chúng ta sau này chúng ta giống như là một người trúng số ấy. Chúng ta đang giống như một người trúng số độc đắc, chúng ta đang có một khoản tiền rất lớn, sau đó chúng ta không biết gì quản lý cái đồng tiền đó, thì chúng ta có gì có khi còn nghèo hơn trước. À đúng chưa? Nên là sở hữu cổ phần doanh nghiệp là chúng ta phải lưu ý rằng là lên sàn chúng ta có thì giá trị nó cao, chúng ta có thể bán đi chút ít để chúng ta có thể sắp xếp cái cuộc sống của chúng ta. Đó, chúng ta bán đi chút ít thôi nha. Nhưng cái điều quan trọng là gì ạ? Chúng ta hãy giữ để nhận cái dòng tiền mới là quan trọng. Dòng tiền thu nhập thụ động mới là quan trọng. Đó là gì? Cổ tức, đúng chưa? Đó là cổ tức. Đó nên là chúng ta phải có gì? Cái kế hoạch khi mà nó chào sàn. Đó, nó IPO nên là chúng ta mong muốn lên sàn mà chúng ta lại không có kế hoạch. Thì chúng ta sẽ gì? Ngay lập tức chúng ta thấy sẽ rất là nhiều anh chị em sẽ bị choáng ngợp về cái số tiền của mình quá nhiều. Và lúc đó thì sao? Mình không có được cái kế hoạch gọi là hợp lý đấy. Thì mà chúng ta lại bán hết đi đấy. Thì chúng ta được một lần và chúng ta không quản lý được cái số tiền đó thì lại nghèo hơn trước. Được chưa? Quý vị đồng ý không ạ? Nên là chúng ta mong muốn lên sàn nhưng với mục đích để làm gì? Thì chúng ta phải suy nghĩ sau này. Đó, nên là ngay ngày hôm nay chúng ta cũng vừa phải học cách gì? Vừa phải học cách gọi là cho đồng tiền của ta làm việc đúng không ạ? Nhân nó ra. Tức là nhân tiền đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng phải học cách gì ạ? Quản lý tiền. À, nhân tiền, quản lý tiền. Và nhân tiền cũng đã khó đúng không ạ? Giữ tiền còn khó hơn đúng không ạ? Quản lý tiền là càng khó hơn. À, thế nên là chúng ta thấy rằng gì? Chúng ta lên sàn thì chúng ta phải có cái lộ trình rõ ràng và chúng ta phải biết cách đúng không ạ? Đó thì A Phủ cũng chia sẻ là như vậy trên cái góc nhìn của A Phủ nhé. Nếu quý vị đồng ý quan điểm thì chúng ta comment nhé. Đây là cái góc nhìn riêng của A Phủ. Còn mỗi chúng ta sẽ có được cái cá nhân ta đánh giá sau. Đấy, chúng ta muốn làm gì là việc của chúng ta đúng không ạ? Nhưng góc nhìn của A Phủ là gì? Lên sàn chúng ta hãy giữ nó đúng không ạ? Chúng ta cao cao thì chúng ta bán một chút. Đấy, còn chúng ta hãy giữ nó, hãy để nó để sử dụng, để nhận về cổ tức hàng năm. Chúng ta được biết là cái dòng tiền hàng năm với cái dòng tiền bền vững lâu dài đúng không ạ? Nó chảy về hàng năm, đó là dòng thụ động đấy. Nhà đầu tư huyền thoại tỷ phú Warren Buffett nói rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta không kiếm tiền được trong lúc ngủ thì chúng ta phải làm việc đến gì ạ? Lúc chết đúng không ạ? Thế thì cái việc làm tiền lúc ngủ đó là gì ạ? Làm ra tiền trong lúc ngủ đó là chúng ta có dòng tiền. Mà dòng tiền ở đây là gì ạ? Là từ việc cổ tức hàng năm. Mà chúng ta được biết cổ tức hàng năm của các doanh nghiệp lớn chia cho các cổ đông có lớn đúng không ạ? Có những doanh nghiệp chia cực kỳ lớn đấy, chúng ta thấy không? À, có những doanh nghiệp chia rất lớn. A Phủ nhìn thấy rất là nhiều những dẫn chứng rồi đúng không ạ? Chia cổ tức hàng năm. À, ngay ví dụ như là Việt Nam của chúng ta thôi. À, ngay cả những anh gọi là anh công nhân, gọi là vệ sinh cái nhà máy hóa chất Đức Giang, vệ sinh công nghiệp ấy. Cũng có 35 tỷ nhờ nắm giữ cổ phần của cái công ty đó. Rồi các cái kỹ sư cũng có gì hàng trăm tỷ. Còn những người mà lãnh đạo rất là nhiều tỷ đúng không ạ? Rồi những ai sở hữu cổ phần của Vinamilk cũng đã biết rồi. Như đa phần là gì ạ? Vinamilk ra nước ngoài của Thái Lan để nắm giữ nhiều hơn đúng không ạ? Rồi ai sở hữu cổ phần của Miliket, rồi Bia Sài Gòn, rồi gì ạ? À, công ty bến xe khách miền Tây, rồi họ nhận được cổ tức rất nhiều. Chúng ta nghe câu chuyện đó quá nhiều rồi. Nhưng đây cũng là kinh nghiệm chúng ta là gì? Đừng vội vàng bán đi đó, để chúng ta lấy về một cái khoản tiền và sau đó chúng ta lại nghèo hơn xưa. Mà hãy gì? Hãy trân trọng nó, cổ phần ngày hôm nay còn sở hữu được với chiết khấu cao, với giá trị bỏ ra cái số tiền rất là ít chúng ta sở hữu được, nhưng sau này lên sàn đó, sau này lên sàn thì rất khó đúng không ạ? Rất khó có thể sở hữu được 1 triệu cổ phần của VT nhá. Đó, chúng ta thấy không ạ? Không biết là chị Minh Tuệ hỏi là cái gì sớm đúng không ạ? À, Phủ không rõ lắm. Chị không bán để hàng năm có cổ tức, nếu cần thì chỉ bán
chăm thôi đúng không ạ? À, chúng ta có lộ trình đó, ok đúng không ạ? Nên là cái câu chuyện ngày hôm nay A Phủ muốn chia sẻ trong live stream này gửi đến quý vị rằng là gì ạ? Chúng ta nên đầu tư trước khi lên sàn hay là sau khi lên sàn, và bài học kinh nghiệm rất là gần đúng không ạ? Ngày hôm qua thôi với cái đồng token của chúng ta. À, và như A Phủ nói rằng là ngày hôm nay chúng ta đang có cơ hội cổ phần UT nó cũng rất tốt. À, token của chúng ta thì đã lên sàn rồi, chúng ta muốn sở hữu thì chúng ta lên sàn chúng ta mua. Thì giá nó cũng cao rồi đúng không ạ? Chúng ta không còn cái biên độ lợi nhuận lớn nữa. Đó. Cái biên độ lợi nhuận cao là gì? Mua, chúng ta gọi là gì ạ? Một cách ngắn gọn là mua rẻ bán đắt đúng không ạ? Mua thấp bán cao thì biên độ lợi nhuận mới cao, còn mua cao bán cao gọi là gì? Lướt sóng kiếm lời. Đấy, thì chênh lệch của nó sẽ gì? Không cao, lợi nhuận không cao, biên độ lợi nhuận nó không cao. Được chưa? Nên là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta đồng hành. Đấy, đồng hành cùng với doanh nghiệp là chúng ta đang gì ạ? Đang là chủ sở hữu. Đúng không ạ? Vâng. Phải chuẩn bị sớm đấy chị Minh Tuệ ạ. Không thì sau này là gì? Bỡ ngỡ đấy ạ. À, chúng ta bây giờ không phải sớm nào, nên là chúng ta thì cái số tiền chúng ta sau này nó phải tương ứng, nó phải tỷ lệ thuận với cái tư duy quản lý cái đồng tiền của chúng ta đấy ạ. Còn nhiều khi mà chúng ta không chuẩn bị sớm quá thì chúng ta sẽ rất bỡ ngỡ và lúc đó chúng ta không biết sử dụng vào việc gì. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta có thể quản lý không tốt, là chúng ta có thể là lại nghèo hơn trước. Đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt, chuẩn bị về thì tư duy đầu tư, chuẩn bị về tư duy nắm giữ cổ phần doanh nghiệp như nào, đấy, quản lý tiền như nào, nhân tiền làm sao cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Ok, thế thì hôm nay đúng không ạ, A Phủ chia sẻ chúng ta trên live stream về cái câu chuyện chúng ta nên sở hữu cổ phần doanh nghiệp đấy, càng sớm càng tốt. Và UET của chúng ta ngày hôm nay đã quá rõ ràng rồi, không phải bàn cãi gì rồi. Còn token SLGCT ngày hôm qua cũng đã gây ra một cái cơn địa chấn đúng không ạ? Nó rất là gì? Bay, chúng ta gọi là nó rất bay, giá nó đã cao rồi. 5 đô, 7 đô, 10 đô rồi thì chúng ta bỏ tiền ra cũng không thể nắm giữ được nhiều. Giống như thời điểm trước khi cái đồng đó nó liên tiếp trên sàn. Đấy, nó chào sàn đấy đúng không ạ? Nó liên tiếp trên sàn là 0.15 đúng không ạ? 0.15 thì chúng ta rất là không thể nào quay lại được. Nên là cơ hội trôi qua thì không lấy lại được quý vị nhá. Nên là chúng ta hãy trân trọng những ai đang chia sẻ cơ hội với UT. Đó, thì chúng ta gì? Trân trọng nghiêm túc tìm hiểu cơ hội này, nó không còn nhiều đâu. Đó, thị trường của gì? Thị trường của Mỹ vào cuộc rồi. Đó, Indonesia cũng rất nhiều dự án, rồi là Ấn Độ, rồi gì ạ? À, Dubai đúng không ạ? Đấy, là rất là rõ nha. Và cuối cùng để kết thúc live stream, A Phủ muốn chia sẻ chúng ta có một cái bài báo. Đó, có một cái bài báo này cũng rất là hay. Ok, cái bài báo này rất là hay để chúng ta sẽ được biết là về cái một lần nữa đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ nói về cái bài báo này. À, A Phủ kết thúc live stream bằng một cái bài báo ngài Yuki trả lời phỏng vấn trên một cái tạp chí. Tức là rất là nhiều cái câu hỏi đặt ra, nhưng một cái câu hỏi này, hiện tại ai là nhà đầu tư chính của dự án? Chính bạn hay là các nhà tài trợ? Được chưa ạ? Cái điều này rất là hay vì rất là nhiều anh chị em đến thời điểm này còn nói rằng là gì ạ? Không biết là đầu tư đúng hay không, đấy, rất là đáng tiếc khi mà thông tin rất nhiều mà chúng ta vẫn còn một số anh chị em hỏi là có đầu tư đúng hay không. Thì ngài Anatoly Zipki đã trả lời rất là rõ ràng trên một cái bài báo như thế này. Hiện tại ai là nhà đầu tư chính của dự án nhá, thì chúng ta cùng đọc cái phần này cùng với A Phủ nhá. Đấy, chúng ta nhìn đấy ạ, đây là một cái tờ báo của gì? À, tờ báo của Nga đúng không ạ? Đấy, đây, tờ báo này có rất là nhiều các cái thông tin. Tức là cái tựa đề bài báo này là Anatoly Zipki, chúng ta phải nỗ lực đạt được những thay đổi về mặt văn minh nhằm giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và bền vững hơn. Thì nó rất là nhiều cái câu hỏi đây, thì A Phủ trong cái thời gian không cho phép, A Phủ chỉ chia sẻ cho chúng ta cái phần này. Cái phần này là vô cùng là tuyệt vời. Ở đây cũng có một cái phần tuyệt vời, tức là nói về cái vấn đề mà chúng ta xây dựng ở UAE. Thì ngài Anatoly Zipki đã có những cái việc gọi là làm việc, thiết lập những cái mối quan hệ với chính quyền của Trung Đông từ những năm 2000. Đấy, chúng ta thấy từ những năm 2000 ngài Anatoly Zipki đã thiết lập những mối quan hệ của Trung Đông để hướng một cái trung tâm công nghệ của chúng ta sang bên thị trường của Trung Đông, đặc biệt là của UAE đấy. Trung tâm thứ hai, trung tâm Sky ở Sara đấy, không phải là mới mà từ những năm 2000 nhá. Đấy, và sau 20 năm, chúng ta thấy không? Sau năm 20 năm, tức là 2020 đấy, đấy, thì chúng ta đã thấy là gì?
chúng ta đã có khu trung tâm Uskai ở Sara và được cấp 28 ra. Đấy, cái câu chuyện này chúng ta thấy là Ngài đã có những cái tầm nhìn từ rất xa rồi, từ những năm 2000 để hướng tới thị trường Trung Đông như thế nào. Ok, thì ở đây là cái câu hỏi đây, quý vị thấy không ạ? Hiện tại ai là nhà đầu tư chính của dự án? Chính bạn hay các nhà tài trợ? Chúng tôi chủ yếu là công ty kỹ thuật có tư cách là một tổ chức khoa học ở Beirut. Nhân viên của chúng tôi tham gia vào việc phát triển, sản xuất, bảo trì, thử nghiệm và tiếp thị sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển với chi phí của các nhà đầu tư. Đấy, chúng ta lưu ý chưa ạ? Chúng tôi đang phát triển với chi phí của các nhà đầu tư. Hơn 500.000 người trong số họ đến từ 200 quốc gia. Đấy, đây là cái bài báo của năm 2023. Ngài Zipke nói là hơn 500.000 người. Thì thống kê mới nhất trong năm 2024 này là chúng ta đã có 650.000 người. Tức là hơn 650.000 người rồi. Từ 200 quốc gia đã ủng hộ dự án này. Những người tin tưởng vào công nghệ và khả năng mở rộng quy mô của nó, khởi động các dự án toàn cầu ở các quốc gia và lục địa khác nhau. Nhưng họ đầu tư không trực tiếp mà thông qua các nền tảng đầu tư cộng đồng chuyên biệt. Đó, rất là rõ đúng không ạ? Tức là gì? Chúng ta có các nhà tài trợ vốn hiện nay là hơn 650.000 người từ 200 quốc gia. Không phải là những người gọi là gì? Tài trợ trực tiếp mà như A Phủ nói đấy. Không phải là chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân. Tài trợ vốn cá nhân mà chúng ta mang đến cho Ngài Zipke và cho tôi đầu tư vào đây tôi sở hữu cổ phần đâu. Mà chúng ta phải thông qua nền tảng đầu tư cộng đồng chuyên biệt. Đó là crowdfunding đấy, là gọi vốn cộng đồng đấy. À, rất rõ nha quý vị nha. Ok, đó là cái câu chuyện cuối cùng trong live stream ngày hôm nay Phủ muốn chia sẻ cho chúng ta rất nhiều lần rồi. Chúng ta tài trợ vốn vào đây là hoàn toàn chính xác. Đó, thông qua gọi vốn cộng đồng là chúng ta sở hữu cổ phần. Ok, như vậy là gì ạ? Ngày hôm nay Phủ đã chia sẻ chúng ta những cái câu chuyện, những góc nhìn, những đánh giá thông tin về cơ hội nắm giữ cổ phần UT cũng như là cái cơ hội đã trôi qua ngày hôm qua được, chúng ta được biết rồi, đồng SWGT đã lên sàn rồi, giá rất là cao rồi, 5 đô, 7 đô, 10 đô gì đấy thì nó trôi qua rồi, chúng ta không thể sở hữu, quay trở lại sở hữu được cái giá 0.15 nữa rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta đừng có buồn khi mà chúng ta chưa sở hữu được một đồng nào SWGT. Những cái cơ hội sở hữu cổ phần nó đang ở đó và chúng ta thấy cơ hội sở hữu cổ phần nó cũng rất là giá trị rất lớn đấy ạ. Vì chúng ta có dòng tiền đúng chưa ạ? Cổ phần là có dòng tiền, chúng ta gì? Tăng trưởng, chúng ta lãi vốn đúng chưa ạ? Khi chào sàn đúng không ạ? Đó, nên là quý vị hãy cân nhắc nếu ai đó chia sẻ cơ hội này. Vâng, một lần nữa thì A Phủ rất cảm ơn quý vị các bạn trong buổi tối đã dành thời gian giá trị, thời gian quý báu dành cho A Phủ. A Phủ xin chúc cho quý vị một buổi tối cùng gia đình có những giấc ngủ thật ngon và chúng ta cùng nhau sẽ sở hữu thật nhiều triệu cổ phần đúng không ạ? Và sẽ rất là nhanh thôi, trong năm nay thôi chúng ta thấy cái sự thành công đang đến rất gần rồi. Và A Phủ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các live stream tiếp theo. Và xin chào, bye bye.